ơi, mượn bộ đồ cho đẹp vô làm cái gì không biết nữa à. Em biến cái phép gì mà nó rối nùi vậy? Tại vì anh đó, cái này nó quấn tùm lum tùm la. Sao mày đẹp trai chưa, đẹp trai chưa? Đẹp trai rồi. Nhưng mà anh, nãy giờ em nói thiệt, em thắc mắc lắm luôn á. Thắc mắc gì? Tự nhiên mình bận hai bộ đồ vậy rồi mình đứng đây làm cái gì vậy anh? Nếu như em đã thành tâm muốn biết, anh sẽ thành tâm trả lời. Để tìm kiếm những đấu sĩ, để đem giọng hát của họ bay cao, bay xa. Chúng tôi, những nhân vật chính diện đầy khả ái và nghe ngất lòng người. Tôi, sứ giả âm nhạc Lê Dương Bảo Lâm. Tôi, Tường Vi. Chúng tôi sẽ tìm ra những giọng hát hay nhất, để tìm ra được những đấu sĩ thú vị nhất. Nhưng mà tìm những đấu sĩ đó ở đâu? Trong chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Chương trình Đấu Trường Âm Nhạc cho đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Các bạn ơi, tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta cùng gặp các thủ lĩnh ngày hôm nay. Xin mời. Mình đã thay trang phục rất là năng động, trẻ trung rồi. Ủa, nhưng mà thủ lĩnh của mình đâu? Trời ơi, thủ lĩnh ngày hôm nay xuất hiện cái hú hồn luôn. Thủ lĩnh ngày hôm nay ai cũng năng động, ai cũng đẹp trai, ai cũng xinh gái hết trơn trời. Dạ, người đầu tiên. Người đầu tiên là một thủ lĩnh đẹp, cao to, dạm dỡ, sáu múi, vận động viên thể hình. Rồi đàn piano, rồi đàn guitar, nói chung cái gì cũng có thể làm được. Người gì anh? Em nghĩ là ai? Một nam thần. Bây giờ nam thần, em nghĩ tới chuyện đẹp trai rồi cao đi ha. Dính Thủy. Sai. Hát hay nữa hả? Ừ. Đàn giỏi. Trương Thế Vinh. Sai. Thấp xuống miếng nữa. Thấp xuống một miếng. Mẹ tám xuống miếng. Xuống miếng. Anh Tiến Luật hả? Xuống miếng nữa. Xuống miếng nữa. Xíu nữa. Không nghĩ ra. Đó chính là nam thần sáu múi, diễn viên Hữu Tín. Ôi trời, 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 trời. Cái gì vậy? Dễ thương quá trời đất. Trời ơi, tông xuyệt tông với hai anh em mình quá luôn nè. Mà ra mà đặt làm tin tin thấy ghét à. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón một cặp tiên đồng ngọc nữ. Đó chính là Quốc Khánh và Buka. Nội bộ lũng củng. Trời ơi. Ai cũng ra sớm thì ra kịch chứ vậy. Em xin lỗi mọi người. Ủa đi trễ hay sao mà thái độ gì vậy? Không phải, ở trên nó bị lè ngàn cái chuyện mà dắt đi qua trái phải. Yeah, một trào tay cho ba thủ lĩnh Buka, Quốc Khánh và Hữu Tín à. Anh Tín, hồi nãy em ra em thấy cái thái độ của anh nhìn rất là tin và dễ thương. Đâu có được cái nhúng nhúng của anh làm lại coi. Niềm tin đâu mà anh làm được cái thái độ gì vậy? À, anh thì lúc nào cũng nghĩ là mình còn trẻ trung sôi động. Dạ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 24. Ghê vậy. 24. Rồi, vậy là anh hơn em với Buka có 2 tuổi à. À, em mới 12 tuổi. 12 tuổi. Không, anh biết thế nào Buka nó cũng trả giá tức đó, anh nói vậy là vừa. Dạ, Buka lâu quá không gặp. Dễ thương quá, hôm nay ai cắm sừng em à. Sắm hai sừng quá trời của đất kìa cưng. Thôi, em. Hai chị em xin đôi hát ngang nhau. Trời ơi, tụi em song ca hoài. Trời ơi, có bài gì song ca thử được không? Đi chung phim song ca hoài mình ra bài gì? Một khúc thôi, hai chị em hát là hú hồn luôn. Nhưng mà tới bữa nay chị ca hay chưa? Hay rồi. À hay rồi, em cho chị ca chung nha. 2, 3, vô. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cần nha, cần là vô nhẹ đó. Nhắc sai mà cũng cần, nhắc thiệt. Cần đi. Cần nha, nếu đường bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Nhọc nhằn, nhọc thiệt. Nghe nhọc nhằn nặng nề quá. À. Nghe nó cảm được từ bên trong á, hiểu không? Em hát mà nó có hình ảnh á, nghe nó nặng nề, nó mệt lắm. Còn anh Tín ơi, được biết là anh diễn hề, rồi anh làm gì cũng được, anh đánh đàn cũng giỏi luôn, anh hát cũng hay luôn. Thì ngày hôm nay tham gia chương trình Đấu Trường Âm Nhạc, anh có một đoạn nào mà gửi đến tất cả quý khán giả được không ạ? Anh cho em mở mang tầm mắt đi anh. Và anh đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ai. Để rồi đắm say,
để rồi ngất ngây. Hay quá trời. Anh Tuấn hôm nay hát dở lắm. Giọng hơi khàn đúng không? Không phải, tại có chị Vi bè á. Nghe bè dở hai chữ cuối thôi đó. Nhưng mà nghe dở nguyên bài ta luôn á chị. Trời ấn tượng vậy luôn. Hình như giọng này hơi hổn đúng không anh? Ngủ nhiều đúng không? Mắt sưng vậy? Mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy. Quá Khánh ơi. Dạ. Nãy giờ anh chị ai cũng trình bày hết trơn trọi rồi. Thì được biết ở trên cộng đồng mạng bây giờ đó thì em đang rất là hot với những cái bản rap về quận 4, rồi những cái bản rap mà gọi là rất là hay. Quận 4, quê hương của Vi. Ủa gì hả chị? Ừ. Quận 4 luôn. Quận 4. Để đường nào? Nguyễn Hữu Hào. Em hỏi đường Tôn Đản. Trời ơi. Nhưng mà chị rất là hay đi ra Tôn Đản ăn nha. Hai đứa đi về luôn đi. Hai đứa đi về đi ăn luôn đi. Khánh, ngày hôm nay đến đây nè. Em có một bài rap gì mà tặng tất cả mọi người không? Dạ sau đây rap, em xin rap đồ ăn đi. Dạ, mời đồ ăn. Vô. Đây cái bài mà hiện tại em mới debut tờ đầu 2021. Hay quá. Tiramisu chắc không mập bằng hamburger. Anh mua cho em kem bơ, em có thích không oh baby girl. Hay em mua ăn hủ tiếu, mì tôm chua cay hay túc bột kỳ. Em ơi ăn xong mình đu đưa đi. Ê, nó đủ sâu hay động rồi đó Vi. Bây giờ sao nữa nè? Thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu cho thủ lĩnh của chúng ta về ba cái quyền. Đúng, chúng ta sẽ có quyền gì nè? Quyền cứu là thủ lĩnh hoặc đấu sĩ đã bị loại được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền chuyển là chuyển đấu sĩ còn lại của đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Hay quá. Ghê chưa? Và quyền chặn là chặn không cho đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội còn lại. Và trong trường hợp là nếu đội còn lại không còn một đấu sĩ nào hết thì mình được quyền chọn ngược lại đấu sĩ của đội bạn. Hay quá Vi ơi. Ghê ở chưa? Trước á thì khi mà mình giành ưu tiên quyền sử dụng quyền là mình sẽ bấm chuông, nhưng mà bấm chuông bây giờ nó bình thường lắm. Hôm nay chương trình sẽ thiết kế cho mọi người một chiếc hộp cứu hộ. Khi mà mọi người nghe tiếng đếm của MC 1, 2, 3 thì chiếc hộp sẽ trôi xuống. Mình sẽ cái búa chạy lại đập cái hộp đó. Nếu như ai đập trúng và đập nhanh sẽ được giành quyền sử dụng quyền trước. Trong trường hợp mình đập trúng mà mình không muốn sử dụng quyền thì mình có thể dùng cái quyền đó chặn đội đối phương lại. Rất đơn giản. Đơn giản. Chơi để nắm rõ luật nha. Bây giờ hiện tại trên tay của sứ giả âm nhạc là ba quyền. Không biết ai sẽ là người chọn trước ạ? Buka đi. Nữ. Không ạ, em nhường nam. Em nhường ai? Dạ, nhường cả hai anh bên này. Anh tính đi, em mời anh. Trời. Một. Nhường Khánh. Khánh luôn đó. Khoan khoan, đừng mở ra, đừng mở ra. Đừng mở ra, mình giấu nha. Rồi, bây giờ là cầm trên tay quyền rồi đúng không nào? Nhưng mà mình phân định thắng thua như thế nào thì phải do hội đồng âm nhạc Ngân Hà quyết định. Xin mời ạ. Lời nói đầu tiên cho phép Eddie Trần xin gửi lời chào đến mọi người khán giả đang có mặt ở đây và đang xem màn ảnh nhỏ, cũng như là hai MC Duyên Dáng và các thủ lĩnh đang có mặt tại trường quay. Thì Eddie Trần đại diện cho hội đồng giám khảo Ngân Hà sẽ là người cầm cân nảy mực cho các đấu sĩ, cũng như là sẽ quyết định ai thắng thua trong ngày hôm nay. Và tiêu chí của hội đồng giám khảo Ngân Hà được đặt ra đó là 50% dành cho giọng hát và 50% cho phần trình diễn cũng như tương tác với khán giả. Các thủ lĩnh đã nắm rõ tiêu chí chưa? Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên của những đấu sĩ. Các đấu sĩ sẽ cất giọng hát của mình lên. Nhiệm vụ các thủ lĩnh là nghe. Nếu như mình thấy phòng nào mà chất giọng hay hơn, chất giọng nội lực hơn thì mình chạy thật là nhanh và giành phòng riêng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những tiếng hát của những đấu sĩ. Xin mời. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém thành kỷ niệm. Với nắng còn đường xưa, xóa mờ niềm đau năm cũ. Mưa ướt lạnh vai anh thấy lòng mình xa. Từng dài mình quên nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Nuôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho trời đơn côi.
phố sẽ vào gì vắng chẳng hề người. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tiếng vào thiên thu mãi mãi em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa đôi ta về sợi mộng lại. Chuyện cũ sẽ vào gì vắng sẽ nhạt phai. Sĩ với ca khúc Nối lại tình xưa. Như vậy là các thủ lĩnh đã tìm ra cái đấu sĩ của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vén tấm màn bí mật lên để làm quen với các đấu sĩ nha. Xin mời. 3, 2, 1, xuất hiện. Xin chào các bạn hãy giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Lần đầu tiên cho Tường Vi xin được phép gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn chơi ngày hôm nay. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do và dòng nhạc em đang theo đuổi là dòng nhạc trẻ và trữ tình ạ. Cũng tên Tường Vi nhưng mà sao hai số phận vậy Vi? Người ta hát hay quá trời còn giọng em hột quá vậy em? Ủa anh, bây giờ anh có biết là mỗi lần mà ví dụ như Tường Vi ra hát ai cũng nói trời ơi Tường Vi ơi em hát hay quá, em cũng sướng lay nha. Là miễn nghe tên Tường Vi là sướng rân hả? Sướng, vậy là thôi là sướng rồi đó. Dạ cảm ơn Tường Vi, xin mời bạn tiếp theo ạ. Tên là Thái Hoàng và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Em ăn hột dưa nhiều hay sao giọng hột quá vậy? Hay là cái giọng thiệt của em hay là ngày hôm nay bị khang tiếng? Dạ không ạ. Từ nhỏ tới lớn bây giờ em có cái giọng như vậy nè. Rồi lát hát được em sao nghe cái giọng nó hột quá vậy? Dạ em không biết hát được hay không nữa. Anh chờ xem. Chờ xem, nói thì nói vậy thôi chứ hát là trong gieo đúng không? Dạ xin mời bạn tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Tùng Anh. Và nghề nghiệp của em là ca sĩ và sở trường của em là nhạc truyền thống. Trời ơi, tôi nhớ nhân vật rồi nha quý vị nha. Anh ca hay lắm. Nhớ nhân vật này anh rồi. Anh ca hay lắm. Nhớ nhân vật này rồi nha. Sợ nha, sợ chiếc nha. Quéo quéo liền đúng không? Sao vậy Buka? Khủng lắm á. Nghe vậy. Cả giọng nam giọng nữ hát lên tả cái nốt trên nốt đố lại nốt vậy. Em nha, làm nốt gì biết bụi. Nốt nào đâu mà em chỉ lên trên trển. Hát trên quảng chính quận 10 vậy trển á. Hay quá trời. Dạ sẵn đây làm câu làm cho mấy bạn sợ được không ạ? Tùng Anh. Trời ơi! Cái micro ở dưới này. Anh nghe chưa? Cái micro ở dưới này đó. Ê anh Lâm, anh bỏ xuống cái mất tiếng rồi luôn á. Dạ cảm ơn Tùng Anh rất là nhiều. Bây giờ anh Tính, anh thấy đội mình sao nè? Tôi cảm thấy khá là tự tin với cái đội hình này. Anh Tính rất là tự tin. Bây giờ mình hãy đặt tên đội của mình đi ạ. Nhóm của em là Định Mạnh. Nhóm của em là hội tụ đủ 3 yếu tố: tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. Một tràng pháo tay cho đội Định Mạnh. Vậy bây giờ ta cùng làm quen với đội tiếp theo, đội của thủ lĩnh Buka. 3, 2, 1, xuất hiện. Thôi anh ở giữa hoắt đôi nha. Xin chào mọi người. Xin mọi người giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Em tên là Gia Nhi, mọi người hay thường gọi em là Nhi Nhi. Em hiện đang làm ca sĩ tự do. Cho chị hỏi cái, dạ. Em là người Việt gốc Việt hay sao? Dạ em là người Việt gốc Hoa.
À, hay chứ. Hay dạ. Nói chuyện thấy hơi lạ lạ cái dạ. Âm điệu á. Em bị rung quá đó mọi người. Nhưng mà em nghĩ là với sự dẫn dắt và giọng ca tài tình của chị Vu Ca sẽ dắt tụi em qua cái cơn giông bão này. Dạ. Cảm ơn mọi người. Đó xuống trái đất nha. Ở đây là sao quả đó, dắt em xuống trái đất luôn. Và xin mời bạn. Em tên là Ji Trần. Mọi người thường hay gọi em là Ji Xém Xinh. Hơi thông minh, nói chuyện hóm hỉnh và thích hát linh tinh. Công việc của em hiện tại cũng đang là ca sĩ trẻ và em chuyên hát dòng nhạc đục. Đụng cái gì là em hát cái đó, cho nên chị Puka hôm nay chị chọn em, chọn đội của chúng em là vô cùng chính xác. Tụi em sẽ không làm cho chị thất vọng. Yeah. Hay quá. Mới hai cô gái thôi đã cái sự bản lĩnh của đội rồi. Thấy không? Hừng hực chưa? Hừng hực. Máu lửa quá. Cuối cùng của đội. Xin chào một là thông nạc của Ken những trang trại Hàn Quốc. Sona. Sona. Thông rắc. Thông rắc. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đọc lại coi. Đúng rồi. Bây giờ mình vừa làm việc, vừa làm YouTube ở Việt Nam để trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Em dịch đi cưng, dịch đi. Có ai dịch lại giùm em đợi này. Được. Hiện nay mình đang làm việc ở Việt Nam và làm YouTuber ở Việt Nam. Chính xác. Song rắc ơi, nhưng mà mình hát tiếng gì? Mình chủ yếu là nhạc trẻ Việt Nam. Mình chủ yếu là nhạc trẻ Việt Nam. Tự tin nhiều lắm. Tự tin nhiều lắm. Là sẵn ở đây nè. Đó, bạn đang tham gia chương trình đấu trường âm nhạc, có thể tặng một ca khúc gì ở Hàn Quốc của bạn không? 보고 싶다 보고 싶다 이런 내가 미워지만큼. Nhạc phim nghe rất là quen. Đúng hình rồi. Như là Nức Thang Lên Thiên Đường phải đúng không rồi, ta? Thiên đường, thiên đường. Thiên đúng đường rồi. Đúng rồi, Nức Thang Lên Thiên Đường. Chính xác. Sơn Rắc ở đây bao nhiêu lâu rồi ở Việt Nam? Bây giờ 3 năm rồi. Sơn Rắc có bạn gái chưa? May mắn là bây giờ không có. May mắn là không có hả? May mắn là không có. Tường Vy, cơ hội của em đó. Em không có biết nói tiếng Hàn Quốc đâu, Sơn Rắc. Hay quá, đảm bảo ngày hôm nay sẽ rất là thú vị nha. Không biết là đội của mình bây giờ sẽ đặt tên gì ạ? Và tên của đội chúng mình là Sarangi. Sarangi. Sarangi là gì Puka? Sarangi là tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn, yêu ai? Yêu anh hả? Oh no. Sao hỏi để tìm cho anh? Yêu giám khảo. Không biết tại sao là đội mình lấy cái tên là Sarangi ạ? Vì một người Hàn Quốc, một đàn ông Hàn Quốc mình rất yêu thương Việt Nam. Và chúng tôi cũng yêu bạn. Cảm ơn các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng làm quen với đội của thủ lĩnh Quốc Khánh. Xin mời 3, 2, 1, xuất hiện. Đủ màu sắc luôn. Xin mời các bạn giới thiệu về mình ạ. Em tên là Thái Ngân, hiện tại em đang 19 tuổi và em đang là sinh viên năm 2 tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lý lịch thư dự nha. Em tên là Hoàng Lâm, em là đồng hương của anh Lê Dương Bảo Lâm. Ai luôn. Em ở đâu vậy? Dạ em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Dạ bên kế bên. Dạ đúng rồi, công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Cảm ơn ạ. Em tên là Tú Anh, năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh ạ. Kinh doanh mà theo đuổi dòng nhạc trẻ. Không biết bây giờ đội mình sẽ đặt một cái tên gì cho Quách để mà gọi là lấn áp tinh thần hai đội kia. Đội chúng em tên là Bá Cháy. Bá Cháy. Tại sao lại đặt là Bá Cháy ạ? Bởi vì khi đến với đấu trường âm nhạc, tụi em sẽ cháy hết mình, chơi hết sức, chiến thắng, đem về chiến thắng cho đội của tụi em. Bá Cháy nghĩa là bá tới đâu mà cháy tới đó. Hay quá các bạn. Quốc Khánh ơi, bạn có lời gì muốn dặn dò những đấu sĩ của mình không? Em thấy nhóm nhạc của em chưa gì mà em thấy hài rồi đó. Như vậy là chúng ta đã có 3 đội. Đội Định Mệnh, Sarangi và đội Bá Cháy. Và vừa rồi chúng ta đã được làm quen với tất cả những đấu sĩ rồi. Nhưng mà bây giờ bài hát đầu tiên xong rồi bắt đầu là mình phải chọn đội nữa đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bài hát đầu tiên là bài hát gì đây? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ngước lên màn hình LED để xem bài hát đầu tiên là bài gì. Xin mời. Cuộc đời. Ôi. Một
một ca khúc rất là quen thuộc từ thế hệ mà ba anh tới giờ luôn đó, mà rất là sôi nổi luôn á, vòng đầu tiên mà sung như vậy luôn là em rất là khoái. Vậy bây giờ mình chọn ai thi đầu tiên nè, em tính coi, em nhìn nét mặt mà mình tính mình chọn người đầu tiên. Thấy ai sống lâu năm á? Buka hả? Em nè. Em thấy Buka làm sao? Ở nơi có bao nhiêu hừ hừ 60 năm cuộc đời hừ hừ. Ê, mặt makeup hơi đậm ha. Makeup đậm, tâm lý cũng không bình thường. Đúng rồi, nhưng mà makeup xanh. Như vậy mà đậm. Em kiểu sợ đúng không? Ra. Em đang run sợ đúng không? Không, không thể nào mà giấu đi được cái vẻ mà kiểu xanh lè, xanh lét đúng lo rồi. Sợ được. Còn anh Hữu Tính bây giờ con gà chiến quá dữ hiểu không? Mà để dành mình ém lại đi, từ từ. Anh thấy Quốc Khánh đang đầu bù tóc rối, thấy không? Đang rối loạn tâm can. Không, để em muốn tóc. Muốn tóc hả? Không, em dò đầu suy nghĩ hả? Thôi bây giờ em vẫn là người thi trước. Xin mời Quốc Khánh. Em nghĩ là lady first. Em sẽ cho con gái chơi trước để cho dám mở màn. Con gái lên là bắt đầu biết đâu sụp sụp hùm cái là tội nghiệp người ta. Tại vì bên em có hai bạn nữ lận, cho nên trước sau gì cũng phải có một bạn ra trước thôi. Cho nên em nghĩ là cho Tú Anh đi. Tú Anh à. Bây giờ em sẽ chỉ đội nào sẽ là đội đấu với đội em. Ủa được quyền luôn hả? Được chứ. Được hả? Thì đâu có quyền. Em thích ai là em chỉ người đó. Anh Tính nãy giờ có vẻ im lặng. Nãy giờ mọi người đã cho một cái quy định là đội anh Tính là đội mạnh rồi. Đúng. Có những thành viên quá là xuất sắc rồi. Cho nên em sẽ vào hang cọp để em bắt con cọp hôm nay ra. Hay quá em ơi. Bây giờ em được chỉ luôn. Bây giờ em ghét con cọp nào là em chỉ thẳng cọp đó ra đấu với gà của em. Em sợ hết. Em không ghét con cọp hết mà con cọp này cũng sợ hết trơn. Vậy không, nhưng bây giờ em chỉ luôn. Em muốn ai sẽ đấu với gà của em. À, vậy thì... Bạn áo xanh có vẻ không dám nhìn vào mắt em. Bạn áo xanh, bạn giọng khàn đúng không? Bạn áo xanh chính giữa, bạn Hoàng. Anh Tính ơi, hồi nãy giờ tự quy định, tự chọn luôn mà không coi anh ra gì luôn kìa kìa. Bây giờ sao? Thật ra nhìn Khánh tưởng tự tin chứ không phải đâu. Chọn mà trong cái tâm can nó rung lắm. Sao anh biết hay vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em rung mà em giấu sao luôn em? Thái Hoàng phải không? Dạ. Yên tâm, đây cũng là một chú cọp chiến của đội tôi. Tôi hết sức tự tin. Hết sức tự tin, như vậy là anh đồng ý. Đồng ý. Bây giờ mời hai đấu sĩ của đội Quốc Khánh và đội Hữu Tính, chúng ta cùng bước lên sàn đấu. Xin mời hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và ca khúc mà hai đấu sĩ đấu đó chính là ca khúc 60 năm cuộc đời. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Sương không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao bời bời, 20 năm cuối là ba. Người làm thế, người sống đời là ba. Người làm bao, người không lâu là thế. Khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, em mất ta sao?
xin chúc mừng hai gà chiến của đội Bá Cháy và đội Định Mệnh. À, anh thấy gà mình ra hát làm sao anh? Gà đội tôi hát rõ ràng là quý vị khán giả cũng thấy cái sự tự tin của anh ấy là có thừa. Dạ, nhiều khi mà tự tin mà em thấy quên thoại luôn, quên bài hát luôn. Dạ đúng rồi, có quên một khúc đầu. Hất tóc cái quên luôn hay sao? Em thấy mọi người cổ vũ quá, em thích. Không, nhưng mà rất là lạ, cái giọng rất là khàn nhưng mà hát rất là rõ và rất là lạ luôn. Còn Quá Khánh, em thấy cô gái bên em như thế nào ạ? Cô gái bên em quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi sao? Lần đầu tiên em chơi một cái giọng ca mà nó hay mà em nghe một... em nắm lại luôn. Okay, khóc. Thôi Khánh, không có khóc nè. Nhưng mà thật sự là bạn bên đây ca cũng cái giọng ca rất là cá tính. Cái giọng ca bạn thật sự là rất là lạ. Và cái cách bạn ca cũng là rất là mới so với bài 60 năm cuộc đời. Nhưng mà em vẫn thấy là bạn này hay quá. Thôi được rồi Khánh à. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà, xin mời ạ. Đây là một ca khúc twist của nhạc sĩ Y Vân, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Em thể hiện đúng cái thần của bài hát rồi. Nhưng mà hai em rất tương tác rất là tốt luôn. Các bạn nữ này em thích thấy rất là bình tĩnh, dễ thương và hát cũng rất là chắc nhịp. Bạn nam tuy là em hát tốt nhưng mà lên nốt cao á, em bị gồng cứng cổ lại làm cái âm nó không có thoát được. Nó bị đẩy mũi nhiều quá. Và em có thể do em diễn nhiều quá, em quên vào đúng không? Nói chung anh khen ngợi phần của hai em rất dễ thương. Và bây giờ sẽ là giây phút quyết định. Xin mời hai bạn đến vị trí nguy hiểm nhất ạ. Đó chính là hố đen vũ trụ. Xin mời hai bạn leo lên hố đen. Như vậy là Thái Hoàng và Tú Anh đã có mặt trên nắp của hố đen vũ trụ. Chỉ ít phút nữa thôi. Nếu như ai mà không được điểm nhiều thì người đó sẽ lọt xuống trái đất. Và bây giờ sẽ là giây phút quyết định ai sẽ là người quay về trái đất. Thời gian bắt đầu. Hay là xin chúc mừng Tú Anh, xin chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh. Như vậy là trận đấu đầu tiên hết sức tưng bừng và thủ lĩnh Quốc Khánh là người chiến thắng. Trời, anh Tính ơi, bây giờ được kỳ vọng là một trong những đội mạnh mà chưa gì là gà cưng của anh đi đầu tiên rồi đó. Cảm xúc anh bây giờ như thế nào khi mà một gà cưng của anh bị lọt hố rồi? Đừng nói gì nữa, giây phút này đau lòng lắm. Nhưng mà yên tâm đi Thái Hoàng. Trời ơi, ở đây những người còn lại sẽ hoàn thành được tâm nguyện của em. Trời ơi, tâm nguyện của em. Trời ơi. Khánh ơi, bây giờ em có quyền chỉ định con mồi tiếp theo của em là ai. Cảm giác em bây giờ giống như là một bạo dương vậy đó. Bạo dương. Bạo dương. Ghê thiệt. Em sẽ đấu với chị Buka. Em không thể nào đấu với chị Buka được. Mời em xuống hát. Ủa không, em đấu với đội chị. Vậy tưởng cơ hội chị tới rồi. Quá Khánh, em hãy chọn một thành viên trong đội của thủ lĩnh Buka. Em nghĩ như thế này, một cái trận đấu mà hay phải có âm có dương. Đúng rồi. Thì đội của chị Buka thì chỉ có một bạn nam thôi. Thì em sẽ loại cái bạn nam duy nhất của chị Buka. Ghê thiệt, đúng là bạo dương. Buka nghĩ sao? Sao? Em muốn bẻ rắc của chị. Đúng vậy. Hồi nãy em hỏi xong em mới cảm thấy tên đội của em rất là đồng đều với nhau. Nhi Di Rắc Gãy. Bây giờ thì Rắc sẽ ra trận trước. Ok, tự tin không? Tự tin. Bạn nữ hát rất là hay. Nhưng mà không sao. Không sao. Không sao. Đúng rồi. Giờ sẽ là trận đấu của đội Bá Cháy và đội Sa Đăng. Hey, xin mời ạ. Như vậy là hai gà chiến của đội Bá Cháy và đội Sa Đăng Hê đã chuẩn bị. Bây giờ thủ lĩnh Buka, bạn hãy bấm bài hát đi ạ. Rét. Ra rồi. Ra rồi. Đó là ca khúc Gót Hồng. Gót Hồng. Và trận đấu tiếp theo với ca khúc Gót Hồng xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Gót Hồng dìu dạt say giữa khung trời, bể sắc hương xô nghiêng dòng đời. Gót Hồng nhẹ nhàng say theo lời hát, cùng dáng em cùng bước chân thần tiên. Ô ngà khắp hơi sân Nam Đô và khắp nhân gian đang chìm trong mộ. Gót Hồng nhẹ nhàng xoay theo điểm múa, cùng bước em dù cháy lên giang ngời.
kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thừa cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thừa cùng bước em dù cháy lên giang ngò. Yeah. Em chuẩn bị rap đi ha. Yeah. Em hey. Nàng yêu ta kể cho em. Yo. Hàn Quốc Rose rap tiếng Hàn. Let's get it. Yeah, yeah. Em ơi, 이제 모두 걱정하지 마. 우리 지금부터 이제 시작이야. 다 함께 불러보는 목소리를 들어보면 너를 보고 있는 내가 있잖아. 다음번 지는 너는 사랑하면 모든 거 걱정 없고 걱정하지 할래. 너는 나를 보면은 다른 거 필요 없어 안아주러 갈게. Yeah, yeah. 회전 유랑동 và khóc nhân gian đang chìm trong mộng. Trong mộng có thầu nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng bước em dù trái lên dạng ngồi. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em. Và đêm nay một tên sắc hương kia dù cháy lên rạng rỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu ca sĩ tình thằng đã ngồi dài vì dáng nghe. Và đêm nay một đêm giấc hương nghe thử cùng bước em dù cháy lên rạng ngô. Nhưng là mấy bềnh bồng ngọn lời yêu em. Tặng em một mối tình không phải. Yeah. Dễ thương. Trời ơi quá trời. Xong đó ơi nãy mà đem mắt kiến vô dưới tao hú quá trời hú luôn. Cảm ơn. Mà cái khúc đọc rap á nãy nhạc lớn quá không nghe rõ. Xong đó đọc lại được không? Tiếng Việt hay tiếng Hàn? Tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Đọc lại cho Lâm nghe được không? 2 3 Em ơi, 이제 우리 걱정하지 마. 우리 지금부터 좋은 생각만 하다 보면. Em nghĩ sao nè, khóc nữa hả? Khánh, thật sự em nói về cái anh người Hàn Quốc, anh quá là dễ thương. Mặc dù là anh ca không có rõ lời, nhưng mà tại vì cái tinh thần, cái năng lượng mà anh cho ra, mình cảm thấy mình rất là muốn nghe. Cái năng lượng nó rất là tích cực. Còn ở Tú Anh thì cái bài này á không phải là cái lợi thế của Tú Anh, bởi vì cái bài này làm cho Tú Anh ca hơi thấp. Tú Anh ca rất là man nha, ca rất kiểu giống như là dịu giác, rất là gentleman. Và khúc cuối mà Tú Anh rap với một cái, em cảm thấy là trời, em chưa bao giờ thấy cái bạn nào mà ca hay mà rap như là Tú Anh. Yeah. Còn Buka, em thấy oppa của em như thế nào nè? Oppa của em là tuyệt vời rồi. Một người ở Việt Nam mới có 3 năm thôi mà nói tiếng Hàn rành như vậy và hát. Ủa lộn, hả? Nói cái gì sao kỳ em? Ở Việt Nam 3 năm thôi mà nói tiếng Việt rành như vậy, mà đặc biệt là hát được tiếng Việt nữa. Không phải là chuyện đó, không phải ai làm cũng được. Em ở Việt Nam là từ nhỏ tới lớn mà em vẫn chưa hát được tiếng Việt mà. Còn người ta mới có 3 năm mà ta hát được tiếng Việt. Sao anh tính? Em suốt đời cũng không hát được. Anh đừng có như vậy. Oppa em quá tuyệt vời. Trận đấu này rất là ác liệt đúng không? Nhưng mà quan trọng là bạn tuy không rành về tiếng Việt mà dám đi đăng ký thi luôn, đó là một cái mà mình cần tuyên dương. Vỗ tay. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Trước tiên thì cho chị nhận xét một chút xíu về bạn đấu sĩ người Hàn Quốc. Đầu tiên là rất cảm ơn em đã yêu văn hóa của Việt Nam, của tụi chị. Và cái thứ hai là phải khen em một cái là em hát tiếng Việt rất là tốt nha. Những cái chữ khó như là chữ giấc mộng nè, chữ nghe thường nè. Cái từ đó là không hẳn là có những cái bạn ca sĩ nào mà họ phát âm được đâu, nhưng mà rất là thích em ở chỗ đó. Cái này nói hơi thiên vị chút xíu nha, muốn ủng hộ cho bạn nữ bên này, nhưng mà
tấm lòng của chị đã nghiêng về bạn Rắc rồi. À, xin bao nhiêu lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Bây giờ là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng tài năng, ai cũng giỏi. Khó quyết định quá, thôi bây giờ để hố đen vũ trụ quyết định đi. Đúng rồi, bây giờ xin mời hai bạn hãy lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ người tiếp theo quay trở về trái đất. Xin mời các bạn. Như vậy là một cô gái Việt Nam và anh chàng Hàn Quốc đã có mặt trên nắp của hố đen vũ trụ. Sơ Rắc ơi, bây giờ cảm giác như sao? Ý nhiên sợ. Sợ. Dĩ nhiên sợ. Bây giờ nếu như muốn quay về trái đất thì bạn sẽ ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc? Ồ, khó quá. Khó quá. Té xuống ở Việt Nam hay Hàn Quốc? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Để đây. Chịp đi, bỏ quá. Khổ quá, để người nhà nói chuyện với người nhà. Thiệt á, hỏi muốn chết luôn, không hiểu sao gì. Sao đó, ở đây là trên trời, rớt xuống dưới là mặt đất. Xuống dưới, muốn ở nước Việt Nam hay ở nước Hàn Quốc? Nước Việt Nam. À, trời ơi, ở vậy thủ lĩnh có khác. Người nhà mới hiểu nhau thôi. Ngày hôm nay mà Buka mà không nhận show, không biết ai mà phụ luôn á trời. Hay quá Buka ơi. Giờ bây giờ sẽ là thời gian quyết định ai sẽ là người quay trở về trái đất. Tú Anh hay là Sao Rắc? Thời gian bắt đầu. Xin chúc mừng đội trưởng Buka. Một lần nữa xin chúc mừng đội Sarang Hê. Xin chúc mừng Buka. Buka ơi, vì em là người chiến thắng rồi, bây giờ em chọn đi con mồi tiếp theo của em là ai. Với sự chiến thắng vẻ vang của Sông Rắc, em sẽ chọn một đội đối thủ để mà chiến đấu. Thường người ta nói là không thể nào dồn người khác vào bước đường cùng được, cho nên em sẽ không dồn đội của Khánh, mà em sẽ chiến đấu qua đây. Hai người đang dồn đội tôi đó. Trời ơi, đội anh ấy được nghỉ ngơi rồi. Mở miệng nói mà không suy nghĩ, tụi bên kia chọn đội tôi cái mất người. Nó chọn em thì em chọn ngược lại, mắc gì liên minh tới anh đâu. Bên đây chọn em mà người ta đã rớt xuống trái đất rồi, cho nên là bây giờ em không dồn người ta vào bước đường cùng, em không đẩy người ta xuống nữa. Nhưng mà đội anh Tùng Anh thì em biết khả năng rồi, còn bạn nữ thì em chưa biết bao giờ hết. Em á thì em biết khả năng của ai thì em sẽ chọn người đó, tại vì em biết là Tùng Anh rất là giỏi, rất là mạnh. Mình phải chiến đấu với người mạnh nhất, có thua thì cũng thua cho vẻ vang. Hay quá. Như vậy Buka quyết định chọn Tùng Anh. Xin mời hai đại chiến Tùng Anh và Sao Rắc cùng bước lên sàn đấu. Căng à, căng à. Em bắt Tùng Anh tại vì em thích cái áo của Tùng Anh. Tại sao thích áo Tùng Anh? Cái áo màu em thích. Trời, cái giọng ta hay gì mà không thích. Không, ý cái giọng là không bàn rồi, anh hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình đừng có bàn gì giọng hát. Ừ. Gu em. Bây giờ là anh bắt Sao Rắc nha. Rồi. Hai đứa mình chơi gì? Chơi gì? Sập hầm. Chơi luôn. Chơi luôn. Anh bắt Sao Rắc nha. Rồi bây giờ hai gà chiến đã sẵn sàng và chuẩn bị. Bây giờ sẽ là anh Hữu Tính chọn ca khúc. Xin mời phòng máy trong đầu của anh Tính bắt đầu. Có rồi. Tùng Anh sẽ ra thi đấu với bài hát Từng Yêu. Từng yêu. Yeah, bây giờ trận chiến rất quyết liệt của Sao Rắc và Tùng Anh với ca khúc Từng Yêu. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Có khi lúc nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đón đau nào nắng hôn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hôn bờ mi em tuôn sầu. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đã lòng đang đi sợ người ta không yêu thương ai, em biết phải làm sao. Nếu một ngày người im như bụi bã, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội bã, anh vẫn cho em dấu muôn mà. Biết em
rất nhiều. Em hỏi đau thêm có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên luồng chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vui vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là ngày như thế giờ người ta không như chính em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh đừng chờ em giấu muôn mang. Biết em chứ người ơi đã do nhiều, anh hơi lòng anh có quá nhiều. Trái tim em giờ đã quên nồng chiều, xin đừng quên ta đã tin nhau. Nếu một ngày người anh yêu vội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muôn mang. Biết em thương nơi tai do dòng nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên. MC không làm việc hả? Ủa, hát xong rồi. Ê, người ta hát hay quá, không xuống. Bây giờ nếu mà xuống là phải có một người lồi, tôi không rồi. Xuống đâu. Ồ, trời ơi, không, không được. Xuống Vy ơi. Hồi nãy em nghe mà kiểu em thẳng hốt á. Trời ơi, vậy cũng được nữa hả ta đó. Mà Buka cũng kỳ rộn gà chiến quá giỏi luôn. Thì bây giờ thả ra. Bây giờ một nùi chưa ra, tận bà thả gà chiến nó giờ sao đây? Em nói rồi, em thua, cũng phải thua người giỏi nhất. Để cho là một cái thua danh dự. Mà chưa chắc thua đâu, tôi nghĩ là không thua đâu. Ê, có cách nào mà hai người này vẫn ở lại không ta? Đúng rồi. Bây giờ em sẽ là người thế nè. Bây giờ sập lên sập xuống, em sẽ là người đứng ở đó. Sập chừng nào mệt thì thôi. Để hai con người ở lại được không? Hay quá. Trời bây ơi. Bây giờ sao đây ta? Thiệt khó quá. Cuộc thi này tính ra là không phải hai người nam, bốn giọng nữ, hai giọng nam. Đã nói vậy là cái phần thi này là phần thi top ca. Top ca luôn, ghê thiệt. Dạ sao? Dạ xin mời hội đồng âm nhạc Ngân Hà sẽ có những lời nhận xét thật công tâm đối với phần thi này ạ. Ở đây đã hiện cái màu của anh rồi. Hai bạn đã cho anh một cái phần trình diễn rất là hay, anh rất là thích. Song rắc em là người Hàn Quốc nhưng em hát tiếng Việt rất là mượt và rất là bay luôn. Và anh rất thích điều đó. Nó thể hiện được cái nội dung của bài hát. Nói chung là anh rất là ưng. Tuy nhiên ở đây là cái bên Tùng Anh, bạn lại có một cái sự đặc biệt riêng của bạn. Và với cái khả năng của Tùng Anh á, thì anh nghĩ là Tùng Anh sẽ còn rất là hay nữa. Nếu như Tùng Anh có một cái suy nghĩ là mình sẽ hoàn thiện cái khả năng của mình hơn nữa. Bởi vì em đang rất tuyệt vời nha. Nhưng mà nó sẽ còn một cái tuyệt vời hơn nữa nếu như mà em làm cho nó tròn trịa tất cả những cái phần trình diễn của em. Ngay câu phiêu của em đã rất là hay rồi và rất là nhiều màu sắc em đã tạo ra cho bài hát. Từ giọng nữ tới giọng nam em đều làm tốt hết và cảm ơn em. Và xin được cảm ơn những lời nhận xét của hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Mình không muốn đến giây phút này một chút xíu nào hết. Nhưng mà phải chịu thôi. Phải chịu. Phải một người ra đi và một người ở lại. Xin mời hai thần tượng của tôi leo lên nắp của hố đen vũ trụ và chúng ta về trái đất ạ. Xin mời ạ.
Điều em không muốn nay cũng đã đến. Vào một đêm thật im hay nung quá, hay nung quá. Bây giờ hai gọi là hai đối thủ nặng ký đã có mặt là Song Rắc và Tùng Anh. Không biết ai sẽ là người rơi xuống đây. Nhưng bây giờ sẽ là thời gian quyết định Song Rắc hay Tùng Anh sẽ là người quay về trái đất. Thời gian bắt đầu. Thôi anh ơi, anh ơi, thôi. Cái khúc này gay cứng quá, áp lực quá. Thôi bây giờ quay lại cái cảm giác của tuần trước, em sợ quá anh ôm em đi. Sợ quá, lại là ôm nhau rồi. Nhưng mà bắt buộc thôi, bây giờ sẽ là thời gian quyết định ai sẽ là người quay về trái đất. Thời gian bắt đầu. Song Rắc đã quay trở về trái đất rồi. Song Rắc. Trời ơi. Còn nhớ trận đấu mình thách đấu hôm trước không? Bây giờ là anh bắt Song Rắc nha. Rồi. Hai đứa mình chơi gì? Chơi gì? Sập hầm. Sập hầm không? Ai thua rồi sập? Chơi luôn. Chơi luôn. Dạ nhớ. Tôi nhục nhã lắm rồi. Tôi đi theo Song Rắc đây. Anh trả cái video này hãy đi. Song. Trời ơi. Song. Ủa? Coi như là ổng đi và ổng ôm luôn cái micro rồi. Là không ai thế chỗ MC của ổng được hết á. Không ai thế luôn, công nhận chiến thuật ghê gớm. Và xin chúc mừng thủ lĩnh Hữu Tính. Như vậy là thủ lĩnh Hữu Tính đã có trong tay một con gà quá dữ, đó chính là Tùng Anh. Bây giờ Giang Sơn hiện tại là của Hữu Tính, ai làm lại, đúng không? Tuy là Tùng Anh ở lại mà em cũng thấy thương bạn Rắc nữa. Bạn thương đúng không, bạn kìa. Ở dưới trái đất khỏe không? Có nghe thấy chữ khỏe thôi, nhưng mà không nghe tiếng. Cái khẩu hình á, khỏe. Khỏe, đó. Hay quá, đợi nhớ nha. Khi nào mà nhớ nhìn xuống trái đất là gặp bạn liền. Okay. Yeah. Anh Tính ơi, bây giờ anh muốn tiêu diệt ai cũng được. Anh hãy đứng dậy, anh chỉ người nào sẽ là con mồi tiếp theo của anh đây. Mọi người đã thấy sự nguy hiểm của đội chúng tôi chưa ạ? Ghê thiệt. Bây giờ á, mình sẽ phải chọn một trong hai đội để mình báo thù. Thì Tùng Anh có thể hát được cả giọng nam và giọng nữ, cho nên tôi không có lo rồi đó. Chọn tôi đi. Cho anh biết lý do tại sao anh phải chọn em. Những người giỏi như vậy thì phải đấu với những người giỏi như vậy chứ. Chọn em nè. Quốc Khánh xung phong luôn kìa. Anh đồng ý cho Quốc Khánh lên đường không anh? Được, với cái thái độ này thì tôi sẽ quyết định tôi chọn Quốc Khánh. Yeah. Không biết là anh Tính sẽ chọn ai sẽ đấu với Tùng Anh đây? Bạn nam hay bạn nữ? Bạn nam giữa cầm sẵn micro kìa anh. Sẵn sàng chiến đấu được kìa. Thôi, coi vậy chắc là có cái duyên rồi. Bạn nam là Hoàng Lâm phải không ta? Được, vậy thì đội chúng tôi Tùng Anh sẽ chọn đấu với Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, Quốc Khánh sao nè? Khoan đã, em sẽ sử dụng quyền của em. Trời ơi, anh bài ra rồi. Ủa, kêu người ta đấu với mình rồi mình sử dụng quyền là sao? Thì với những đối thủ mạnh mình phải có tuyệt chiêu. Ha ha, chuyển cuộc thắng lại cho em. Chuyển. À, như vậy mà muốn sử dụng được cái quyền này, Quốc Khánh phải trải qua một cái thử thách vận động nữa. Vậy bây giờ trên cao sẽ là một chiếc hộp cứu hộ thả xuống. Quốc Khánh chạy thật là nhanh và đập được chiếc hộp cứu hộ, lúc đó bạn sẽ được sử dụng quyền ưu tiên nha. Và phía okay. Bên này anh Hữu Tính cũng sẽ có một chiếc búa, và nhiệm vụ của anh cũng phải chạy lại đập vào cái hộp cứu hộ này. Đúng rồi, xin mời hai bạn bước xuống vị trí và thời gian đập chiếc hộp cứu hộ xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1, xuống. Xuống là chạy đập liền thôi. Chạy đập. Tính, cố lên. Tính ơi, cố lên. Tội nghiệp ảnh quá kìa. Bây giờ em chắc ảnh trước đi. Bây giờ em cho anh đánh trước. Xuống đây con, xuống mấy nữa. Chạy đi đâu kìa. Cho em chơi với. Chạy đi đâu. Anh đúng người ta. Anh bạo lực sao chơi chạy vậy? Tội nghiệp quá. Anh được rồi, Quốc Khánh đã bị bại trận, bây giờ em sẽ chơi với anh. Thay thế đại diện luôn, đại diện với anh à. Đi vô. Em dám không coi em thi ra vậy nè. Em vô. Thôi về trả búa. Trả búa trả búa lại cho người ta. Cố lên. Hay quá. Thôi chơi chạy vậy. Đúng rồi. Đi được. Anh bây giờ anh chuyển qua anh quýnh nó đi. Anh đánh đi. Đứt liền quá. Ủa sao quá vậy? Khánh Dưa lên. Trời ơi. Anh thấy mình vô dụng với anh Tính. Không sao,
thua nhưng mà quýnh nó được 3 cái. À, như vậy là Quốc Khánh đã đập được trúng chiếc hộp cứu hộ và Quốc Khánh được sử dụng quyền ưu tiên. Yeah. Và bây giờ là đội Quốc Khánh đã được quyền sử dụng quyền chuyển rồi đúng không ạ? Dạ. Và quyền chuyển của chúng ta là chuyển một đấu sĩ còn lại trong đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Vậy là bạn sẽ chọn đấu sĩ nào ạ? À? Bởi vì hồi nãy anh tính chọn bạn nam, em sẽ đổi ngược lại cho bạn nữ đấu với anh Tùng Anh. À, tại sao vậy? Đây chiến thuật gì của em? Tại vì em nghĩ là anh Tùng Anh ca giọng nữ rất là hay rồi. Thì lúc nãy anh ca với là một bạn nam, bây giờ em chỉ là tò mò muốn nghe thử bạn anh ca với một bạn nữ thì hai cái giọng nữ hòa quyện nó sẽ như thế nào, hoặc là có thể anh ca giọng nam sẽ như thế nào. À, như vậy là Quốc Khánh định chuyển bạn nữ ra. Và Quốc Khánh ơi, bây giờ không biết bạn sẽ chọn bài hát gì cho hai đấu sĩ đây ạ? Nếu như em là người chọn lựa thì em sẽ chọn bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Nếu Em Được Lựa Chọn. À, có nghĩa là cái tên bài. À, cái tên bài hát. Vậy bây giờ xin mời hai gà chiến bước lên sàn đấu ạ. Và ngay giây phút này đây, hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và chúng ta sẽ đến với ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. 3, 2, 1. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai, vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Giọng già quá, cái giọng tiền chiến quá, giọng nhạc nhạc tiền chiến. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây
giờ em thấy ân hận. Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần anh biết. Đó chính là ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn của hai ga chiến của đội anh Hữu Tính như là đội Quốc Khánh. Xin chúc mừng các bạn ạ. Em nghĩ như thế nào về phần thi của gà em? Em xin chia sẻ cái cảm xúc của một người khán giả ngồi dưới đây khi mà xem cái này. Lúc đầu thì em cứ nghĩ là nó sẽ là một màn song ca nam nữ, hoặc là sẽ như là một màn song ca nữ nữ, tại vì anh Tùng Anh đã ca giọng nữ trước đó rồi. Nhưng mà khi mà hai người bắt đầu ca thì cái giọng ca của anh Tùng Anh nó chín chắn, cái kiểu vậy đó, cái cảm giác em thấy có cái nhân vật đó, đó có cái câu chuyện trong đó. Trời ơi, cái giọng người ta gọi là nó đầy thôi. Bu ca, em thấy sao về phần trình diễn như thế này? Em thì em thấy là cả hai đều hát hay hơn em. Cả hai đều hát hay hơn em. Cả hai đều hát hay hơn em. Thôi bỏ đi anh. Ai cũng biết em, cả nước biết em. Thấy không? Hữu Tính im lặng, thấy không? Ta nói xong mà sâu là tĩnh lặng lọng đó, thấy không? Lúa chín là cúi đầu, thấy không? Dễ sợ. Rõ ràng là chúng tôi hết sức nhẹ nhàng và sâu lắng, đi vào lòng người. Thôi thì mình chỉ dám nói vậy thôi, chứ mình khen gà của mình quá nó cũng không hay. Ngại đúng không? Bây giờ muốn công tâm nhất thì chúng ta hãy mời hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Dạ xin mời hội đồng ạ. Tùng Anh một giọng hát quá hay rồi, và bạn nữ hát cũng không kém cạnh gì đâu. Nhưng mà có thể do em rung quá nên những nó xuống thấp em bị mất chữ nè, rồi lên cao em hơi bị chinh phô, rồi em feel thì nó hơi bị giống em gồng người em lại đó, em không thoát được hơi ra ngoài. Và lưu ý khi hát em hay bịt cái đầu micro nè, nó sẽ bị mất cái tiếng mình rất là nhiều. Ai cũng chọn cái Tùng Anh rồi thì anh xin chọn cho bạn nữ để khích lệ em hơn nữa. Yeah. Như vậy là coi như là ngang bằng nhau đó, hai xanh và hai đỏ. Bây giờ để biết ai sẽ quay về trái đất, xin mời hai bạn cùng bước lên hố đen của vũ trụ. Xin mời. Bây giờ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất bởi hố đen vũ trụ, và thời gian xin phép được bắt đầu. Không. Hết nhạc anh à. Thời gian vẫn còn. Thiệt luôn á. Chắc. Ê. Ê. À. Sao mà mỗi lần nó rất cứ sợ, không có lần nào mà không sợ chứ. Một lần nữa xin chúc mừng Hữu Tính cũng như là đội Tùng Anh. Như vậy là chỉ một con gà chiến thôi mà anh Hữu Tính đã càng quét hết từ đầu tới cuối. Bây giờ là thiệt thòi là cô bé ở giữa nè. Đó, đúng bây không? Giờ lơ mơ là đến cuối cùng vẫn chưa được hát. Không được thể hiện luôn. Bây giờ Tùng Anh quá giỏi, bây giờ không biết làm sao luôn. Anh Tính, bây giờ vẫn gà chiến chứ. Anh đẩy người cuối cùng của tôi đi luôn đi. À, bên vẫn vẫn còn một con cọp giả dạng kìa. Cái gì? Con cọp giả dạng à? Nhưng mà thôi, cũng không thể nào ép Quốc Khánh ngồi một mình được. Khánh nó buồn, nó tự kỷ. Ở đâu buồn anh ép luôn đi. Ôi chị kỳ vậy, chị kỳ vậy. Em đang rung. Bên đây sẽ chọn đội của Buka. Và cô gái ở ngoài bìa hay giữa? Bé Nhật Hạ. Bé Nhật Hạ. Buka nghĩ sao? Nhật Hạ là ai ạ? Đội tôi không ai tên Nhật Hạ. Không. Anh muốn mời anh nói lại à, đội tôi không ai tên Nhật Hạ. Đội của chúng tôi chỉ có Nhi Chi Rắc. Mà Rắc đã gãy rồi. Bây giờ chỉ còn Nhi Ri. Chi. Ri Trần. Chi Trần. Ok. Không biết là Buka sẽ chọn bài hát gì để cho hai bạn thể hiện đây. Em sẽ chọn một bài hát mà em cực kỳ yêu thích. Em hát được không? Không biết các bạn thích không nhưng em rất thích. Em hát câu đầu để tao đón bài hát nè. Người là ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi xin hãy lắng nghe giùm tôi. Rồi bài xe đạp ơi đó. Người là ơi. Là bài. Người là ơi. Dạ xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu. Đó lên. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
lắm lúc chỉ mong có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống. Buồn lắng thương u uất, để trời cảm xúc và trong mình tôi không. Để nỗi nỗi buồn thay bóng víu màn đêm sương trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi mong tất người lạ ơi, người đến an ủi tâm hồn này được không? Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, muộn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy nghe một dù vàng, một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Cô đơn lẻ loi, tâm tư như sóng đánh, chơi vơi mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh. Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng. Chân thành đừng giấu cho màu mắt, cùng chia sớt những nỗi buồn mênh mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ. Hôm nay tôi dậy sống một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại không quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ. Không để tâm tới những ngày tồi tệ, mở lòng bao dung với tất cả cảm dù để chẳng thể không đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như bay trôi, cảm xúc không cần là đổi, lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi. Một người tôi cần lúc này chỉ vậy. Người là ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ơi, xin hãy nghe muôn dùm tôi, một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin hãy buông một niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây. Vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản là tình yêu. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ơi, xin hãy để mua dùng tôi, một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin cho tôi một niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối. Đó chính là ca khúc Người Lạ Ơi đến từ đội Định Mệnh và đội Sara Hill. Thì có với cái bài này em thấy Buka chọn hơi thiên về đội Buka chút ha. Đúng rồi. Chị ơi, đừng nói là thiên rồi không thiên, đây là một trận đấu và đó là chiến thuật. Bài này dường như cô bé thuộc lào luôn rồi. Thì thuộc mới chọn chứ. Anh thấy độc lắm mà không dắt một chữ. Thì bây giờ những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc. Ngân Hà xin mời ạ. Khi mà Tùng Anh đấu với bạn Chi Trần ở vòng này, chị thấy là em bị yếu thế hơn hẳn, bởi vì em là không thiên về cái dòng nhạc R&B. Thì khi mà chị thấy em hát cái phần rap đầu của mình nó đã bị rớt nhịp từ đầu rồi, xong rồi trong cái phần hát của mình nó đã bị chuyên môn gọi là nó hơi legato, mình hát hơi dài chữ một xíu, trong khi cái bài này mình phải hát gọn. Người là ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi. À, chị cho nói như thế. Còn về Chi thì cái bài này em đã được thủ lĩnh em chọn quá đúng rồi. Hát không chê vào đâu được hết, cả cái phần rap của em nữa. Chúc mừng em. Và xin cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và ngay giây phút này đây thì xin mời hai bạn đi cùng lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ người quay về trái đất. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt trên hố đen vũ trụ. Vậy bây giờ sẽ là giây phút quyết định ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người quay về trái đất. Và thời gian phép được ai là ai đây? Ôi! Ôi!
Lê Tùng An. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Buka. Kính thưa quý vị, và hiện tại là thủ lĩnh Buka đã lật ngược tình thế với số đấu sĩ đang nhiều hơn cả hai đội còn lại. Hay quá Buka ơi, hồi nãy thấy em sò như con cò đó mà bây giờ em thấy anh rất là tự tin luôn Buka. Dạ. Tại sao chiến lược của em sao mà hay dữ vậy? Sau một tuần em đã suy nghĩ rất nhiều và đã suy nghĩ ra được chiến lược để mình chiến thắng. Hay quá em ơi. Và bước đầu tiên của em đã thành công. Hay quá. Bây giờ em sẽ tiếp tục với chiến lược của em. À, ban đầu là một bước nhịn mà chín bước lành đúng không? Đúng. Ban đầu thấy em nhường nhịn lắm. Nhường, em nói là không diệt cỏ sẽ không diệt tận gốc, sẽ không vô người ta vào bước đường cùng. Đúng. Nhưng sau một tuần em đã suy nghĩ ra một chiến lược khác. Chiến lược gì em? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vậy bây giờ em muốn diệt ai? Hữu Tính. Hữu Tính. À. Mika, tại sao lại là anh? Tại vì hồi nãy mới vừa thắng đội của anh, em vừa đẩy một thí sinh rất là mạnh của anh là Tùng Anh về trái đất. Cho nên là bây giờ sẵn tiện đó em đẩy luôn Tường Vi. Đó, mình bắt giọng Tường Vi đang là thắc mắc đây, không biết Tường Vi hát có hay hay không. Như vậy quyết định cuối cùng của em là? Là chọn Tường Vi qua đội Hữu Tính. Yeah. Như vậy anh Tính đã bị chọn rồi. Được, chơi chọn anh. Tôi thì tôi chơi, tôi sợ gì. Chơi luôn. Chơi. Yeah. Tôi có quyền. Có quyền. Việc quyền. Mình phải có chiến thuật. Bây giờ thí dụ mình cứ ngông cuồng chọn mình cái mình chơi, chọn mình cái mình chơi, có khi mình lại thua. Hao đạn. Đúng rồi. Mình phải mới vừa thi xong, bây giờ mình phải nghỉ ngơi để mình suy nghĩ chiến thuật tiếp. Quyền của anh là quyền gì ạ? À? Quyền chặn. Và để sử dụng được quyền chặn này thì bây giờ sẽ là chiếc hộp cứu hộ sẽ hạ xuống. Nhiệm vụ của anh và Buka sử dụng cái búa và chạy thật nhanh đập vào chiếc hộp cứu hộ. Xin mời. Sau khi mà tôi móc cái này ra và cái tôi nhìn cái đó, cái tôi nghĩ chưa chắc mình xài được cái quyền. Đúng rồi, xin mời Buka. Tính em biết phần thi này không phải là lợi thế của anh, nhưng mà cố lên anh nha. Và phần thi sẽ được phép bắt đầu. Yo, Buka. Dạ. Anh nghĩ em nên chịu thua ngay từ đầu đi. Không, tại bây giờ sao? Em qua được thần thó đâu. Buka, có chừng đập gãy hai cái sừng á. Buka. Nhưng mà em mặc váy khó quá. Nhường anh đi Buka. Tẩu đấy lắm. Ây, cha. Như vậy là anh Tính được quyền sử dụng quyền chặn. Tôi thấy một thanh niên đang đi lang thang, có nghĩa là anh ấy đang suy nghĩ chết rồi, người cuối cùng mà đi luôn rồi mình đi đâu, mình về đâu. Tại sao cho bò đánh nhau rùi mũi chết vậy? Sao bây giờ là chặn là bắn qua em đúng không? Đúng. Thôi được rồi, em sẽ không đấu với anh nữa, mình là bạn. Yeah. Em sẽ đấu với Quốc Khánh. Dạ, một màn kịch dựng lên à. Như vậy là anh Tính đã được sử dụng quyền chặn của mình. Không biết bây giờ anh sẽ chặn Buka chứ? Chắc chắn là sẽ chặn rồi. Như vậy là Buka đã không được quyền chọn đội của anh Hữu Tính nữa mà bắt buộc phải chọn đội của Quốc Khánh ạ. Buka, tiêu diệt liền. Thôi đó, đây là một vở kịch thôi. Em với anh Tính hợp tác với nhau để tiêu diệt Khánh. À ha, thì ra là vậy à. Thì ai là sẽ là người chọn bài hát ta? Quốc Khánh. À, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mời em chọn. Em chọn bài rap của em đi. Không, tại vì bạn nữ ca rap quá hay. À. Bạn nữ là sẽ ca những dòng hiện đại. Cho nên em sẽ nghĩ là một chiến lược nào đó cho bạn nữ sẽ gặp khó khăn. Vậy bây giờ em hãy chạy bài hát trong đầu của mình nào. À, cái bài mà tôi quen biết em giữa một đêm thình tình cờ. À, người tình không đến. Vậy là người ca khúc. Không đến. Người tình không đến. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước lên sàn đấu. Cố lên. Hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và yeah, ca khúc ở trận đấu này là ca khúc Người tình không đến. Và yeah, trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đêm thất tình cơ, sân ga vẫn thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Vội ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng.
bên nhau phút giây này, sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tạ từ, sợ đường tình chia hai lối. Thì tôi chỉ xin em, nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thương, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh vuốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm. Phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh, đợi quá từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Em ơi, có nhớ kỷ niệm chúng mình quen nhau hay không? Em có nhớ không? Không. Kỷ niệm mà chúng mình quen nhau á? Không. Sao vậy? Anh nhớ chi cho mệt đó. Nhớ chi cho mệt, đã nói là người tình không đến rồi mà. Người ta đâu có em, anh vẫn người ta em. Đâu có đến đâu, nhớ chắc chi. Chắc anh vẫn hứa về em. Kệ anh. Thôi mà. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thương, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh, đợi quá từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào. Hay quá. Vừa rồi là ca khúc Người Tình Không Đến. Bất ngờ không em? Hồi nãy hát Người Lạ Ơi, thấy không? Nhìn rất là hiện đại. Bây giờ qua Bolero hát cũng ngọt luôn. Mà anh kia hát như là múa đương đại đấy em. Thôi miên, bị chiêu thôi miên đó Phương. Tại sao mình hát mà phải múa như vậy? Hay là cái phong cách em... của mình? Hay là thôi miên bạn? Dạ em thôi miên. Thôi miên dạ. Để cho bạn lơ đễnh đi. Buka hát sao ca? Rất bất ngờ với bạn nữ của đội em. Tại hồi nãy hát nhạc trẻ, độc rác rồi, quá cá tính, quá hiện đại. Mà vô Bolero cũng ngọt ngào luôn. Em rất là bất ngờ về chuyện đó. Và em nghĩ là bạn tuyệt vời. Hay quá. Quá Khánh ơi, đây là gà cuối cùng của em. Em có lo không? Lo chứ. Nhưng mà thật sự là cái vòng đấu này á, của cậu bé Rừng Xanh và chị Bảy Hàm Hương có biến động thì em thấy là khá là bất ngờ với lại chị Bảy Hàm Hương. Bây giờ chị Bảy Hàm Hương lúc đầu ca R&B rất là hay, nhưng mà qua điều này cất giọng đầu tiên cái em bị giật mình á. Nghe Bolero liền luôn. Nghe Bolero liền luôn, giống như là một người có rất là đa tài. Còn bạn này với những skill thôi miên em thấy là cũng rất là hay. À đúng không? Múa bay bổng liên tục. Còn anh tính thấy hai gà chiến của hai đội như thế nào? À, bắt đầu tôi cảm thấy lo lắng cho cậu bé Rừng Xanh. Cậu bé Rừng Xanh. Rồi tôi lại thêm một phần. Tôi lo lắng một, thì đây tôi lại lo lắng 10 nữa. Không biết là sắp tới Quốc Khánh sẽ ngồi nói chuyện với ai. Tôi xin một cái ghế nữa, Quốc Khánh qua đây được không ạ? Chưa
gì chứ, làm nhục chí vậy anh? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà, xin mời ạ. Ở đây đó, cái phần trình diễn này nó rất là vui nhộn và rất là hay. Cái bài trước thì chúng ta đã nghe Di Trần hát độc rap nè, hát R&B rất là hay. Bài này như là Tông Nam thì tưởng đây là làm khó cho Di Trần, nhưng mà thật ra thì Di Trần rất là thông minh ở cái chỗ là cô ta xử lý từ cái nốt cao xuống nốt thấp đều tròn trĩnh hết và đều rất là chắc. Ở bên này thì bạn Nam cũng hát rất là nam tính và rất là hay. Và em cũng là một cái người rất là nỗ lực để cho cái phần trình diễn đi lên tròn trịa. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Anh rất là thích phần này. Cảm ơn các bạn. Yeah. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ sẽ là phút giây quyết định ai sẽ ở lại vũ trụ và ai sẽ quay về trái đất. Xin mời các bạn lên hố đen vũ trụ. Và bây giờ hố đen vũ trụ đang là cậu bé Đường Xanh và chị Bảy Hàm Hương. Bướm đầy ngừ. Lát mà chị rớt xuống cái là bướm vẫn còn trên đây. Chị rớt xuống rồi, đúng không? Bây giờ là đội này là còn duy nhất một thành viên thôi. Lên đây đứng luôn không? Dạ đứng. Đó, cổ vũ tinh thần đi. Ủa, vậy em phải lên với đồng đội em không chứ? Cần. Và bây giờ sẽ là thời gian quyết định để xem ai sẽ là người quay về trái đất và ai sẽ là người ở lại phi thuyền với chúng tôi. Thời gian bắt đầu. Quay về lần rồi. Nhưng mà gia vẫn không ở lại. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Buka. Như vậy là Buka đã thừa thắng xông lên, Buka đã tiêu diệt được đội của thủ lĩnh Quốc Khánh. Bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Đã. Đúng rồi, như vậy anh tiêu diệt Buka. Tại vì em đã đến đấu trường âm nhạc, đây là lần thứ ba, hai lần trước. Hay quá. Em như Quốc Khánh, ngồi chơi trội một mình như vậy. Trong khi đội của đối thủ còn rất là nhiều người. Lần này em phải phục thù. Lật ngược tình thế. Lật ngược tình thế. Nhất quá tàm. Đúng. Giờ em chơi ai cũng nể em Buka. Em sẽ tiêu diệt đội anh Hữu Tính. Hay quá. Vậy bây giờ Buka quyết định là chiến đấu với anh Hữu Tính. Và thành viên cuối cùng là Tường Vi. Không biết là anh Hữu Tính sẽ chọn bài hát nào cho hai bạn ạ? À? Tôi bắt đầu tôi thấy sợ cái độ mạnh miệng của cái đội cá hộp ba cô gái này rồi. Tới mình thì mình chiến thôi. Mà khoan đã, anh phải làm cái việc này trước. Bởi vì anh không thể nào thấy chết mà không cứu. Khánh ơi, em ổn hả? Ê, Khánh khóc thiệt kìa. Ủa sao khóc vậy Khánh? Trời ơi, mắt nó quét luôn. Thôi mà, chơi thôi mà Khánh ơi. Chơi thôi mà, làm gì khóc. Thôi, chị xin lỗi thôi. Thôi, đừng khóc nữa. Thôi, chị xin lỗi lỡ rồi. Qua đây với anh. Qua bển đi cho ấm áp. Xin lỗi. Em cầm cái ngai em đi theo luôn. Qua đây, mình làm thành một đội, mình áp đảo tinh thần. Có bao giờ chưa chị chơi mấy mùa, có bao giờ có tình huống này chưa? Chưa. Trời ơi. Em có thê thảm như em vậy. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Ở nhiêu đó thôi. Ủa vậy hả? Buka, em đã sẵn sàng chưa? Dạ, em chấp hết. Ca khúc của anh là? Bài hát mang tên Cánh Hồng Phai. Cánh Hồng Phai. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu. Và hai cô gái của chúng tôi đã sẵn sàng với ca khúc Cánh Hồng Phai. Trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Nằm như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất. Trong tim càng thêm nhói đau, cánh hoa tàn dưới chân nàng, làm cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy đôi mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng làm cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình.
chẳng có ngay chút hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền. Cuộc tình đi qua trong em vắng bao tiếng nuôi trái tim. Vỡ tan hẹn nhau nơi cuối cuộc đời. Sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ để lại vỡ vỡ nỗi. Đầu trái tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân dây theo mối tình sương rơi trên cánh lụa hồng. Tường Vi và Chi Trần rất nhiều. Hay quá anh Tính ơi, anh tự tin không? Rõ ràng là cái màn này hai người đều hát là đều hay hết. Bên đây thì giọng dày, còn bên kia giọng trong hơn nhưng mà cũng vẫn rất là hay. Chưa chắc ai thắng ai đâu. Còn Pepuka. Dạ. Em thấy làm sao nè? Em thấy thường thường Tường Vi hát cũng rất là hay. Và Chi Trần thì khỏi nói rồi. Dạ em thì em phải khen thôi. Nói chung là hai bạn ngang tài ngang sức. Mọi chuyện còn lại để ban giám khảo lo. Puka, nếu lỡ bây giờ bạn nó thắng nữa thì một bé gà bên em không được thể hiện thì sao đây? Thật sự là em cũng buồn. Vậy biết bạn cũng buồn. Để đến đây mà không được thể hiện. Nhưng mà lỡ thắng thì hên thôi. Bây giờ sẽ nghe ý kiến của Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Hương có một chút lời khen cho Di Trần ạ. Bạn rất là tài năng và Hương nghĩ là bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát. Hương có một cái nhắc nhở là khi mà bạn hát bạn hay để ở ngay chỗ cầm nè. Như vậy sẽ không có tốt cho việc hát. Về bạn Tường Vi thì Hương cảm thấy là trong ca khúc này cái giai điệu được remix lại thì bạn phải hát có một cái độ nảy hơn. Thì bạn hơi trì một chút xíu, có lẽ là bạn quen với cái bản nhạc ban đầu rồi á. Vâng, xin là hết ạ. Và xin cảm ơn Hội đồng âm nhạc Ngân Hà rất nhiều ạ. Và ngay giây phút này đây thì xin mời hai cô gái của chúng ta tiến đến hố đen vũ trụ để biết kết quả ạ. Xin mời. Như vậy là hai cô gái xinh đẹp, dễ thương đang đứng trên nắp của hố đen vũ trụ. Thật đau lòng, thiệt sự luôn á. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất. Khoan, cái gì vậy, ai vậy? Em cho dù chị Bảy Hàm Hương đã loại đội em khá nhiều nhưng mà tại vì em rất là hâm mộ tài năng của chị Bảy Hàm Hương cho nên em đứng thay chị. Trời ơi. Hà Mã Làng Hài đã đứng thế chị Bảy Hàm Hương. Đội bên kia đã như vậy rồi, không lý nào tôi để đội của tôi một cô gái phải đứng chịu trận một mình. Đúng rồi, xin mời anh Hữu Tính. Tôi xin mời MC đứng thế tôi. Xin mời MC đứng thế tôi. Tại sao vậy anh? À, tôi đang bị đau chân. Cái gì vậy anh? Thì em ăn okay. Có 300.000 thực tập mà đứng mà sập từ đầu tới giờ. Hồi nãy mở màn cũng sập, mà giờ cũng sập. Đáng đi anh. Đáng ghê. Cố lên. Nếu như ngày hôm nay anh được 15 triệu thì anh sẽ cho anh thêm nhiêu ạ? À? Cho MC 10%. 10%. 1,5 triệu. 1 triệu giữ. Trời ơi, hai ba đầu lương luôn. Chơi luôn. Chơi luôn, đem cầm cho. Và ngay giây phút này đây, hai chàng trai đã đứng thay vị trí của hai cô gái. Quốc Khánh. Bây giờ là Quốc Khánh đang đại diện cho Chi Trần. Và anh Bảo Lâm đang đại diện cho Tường Vi. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi? Xin mời nhé. Bây giờ ai sẽ là người ở lại? Quốc Khánh.
Quốc Khánh ơi, cái này với trái đất vui không em? Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Hữu Tư. Như vậy là hai thủ lĩnh cũng còn hai quân bài rất là đắc lực. Ao cao em chọn bài đó. Đó là bài Cây đàn bỏ quên. Cây đàn bỏ quên. Xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước xuống sàn đấu. Và bây giờ là vòng chung kết của hai cô gái với ca khúc Cây đàn bỏ quên. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Cảm ơn bạn Nhi Nhi cũng như là Tường Vi đã thể hiện ca khúc Cây đàn bỏ quên. Buka, em nhìn sao mặt em bơ phờ vậy? Mấy bạn hát hay quá, em cảm thấy hay quá. À, hay chỗ nào em? Một bạn á thì giọng trầm như giọng nam, giọng trầm lấy nam. Tông nam. Một bạn á thì bay lên trên phóng luôn. Phóng qua tông nữ luôn.
Trời, chị Bu chị nói giống như là chị đành hát nhạc lắm vậy. Như vận động viên nhảy cao vậy. Không, vấn đề là chị Bu chỉ giải thích giống như chị rành về thanh nhạc lắm á. Tôi nghe như một giảng viên đang nói chuyện. Còn anh Tính à, anh thấy sự thể hiện của hai bạn như thế nào? Đội của tôi á thì rõ ràng cô ấy có một cái chất giọng rất là dày. Hai cái chất giọng này là đối nghịch với nhau. Bên dày quá thì xuống tới. Mà đi cao, cao quá lên nổi. Ở khúc giữa không ai hát à? Không ai hát được khúc giữa. Không có điểm chung. Đây là sự sắp đặt. Vậy là Buka là người chọn bài này. Này phải tam ca hát được, em đó. Hát ở giữa em hát em nghe. Em làm khó là để em hát ở chỗ giữa đó. Đúng rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà, xin mời. Khi mà Buka chọn bài này cho hai bạn thì có lẽ là Buka muốn nhắn nhủ là giống như là Buka hát một bài nhạc thường vậy đó. Thì hai bạn hát bài này cũng khó di trang như vậy. Anh này, mà thật sự là vậy. Hai bạn đã cover cho nhau rất là tốt. Khá là khó cho hai bạn, tại vì đây không phải là tông nữ. Và nhưng mà hai bạn vẫn làm tốt được cái vai trò của mình. Về phần Tường Vi thì giống như là bạn đang đi bị vấp vậy đó. Thành ra bạn không có quen được cái tiết tấu của cái bài này. Rất là đáng tiếc, nhưng mà nếu mà bạn xử lý khéo hơn chút nữa thì có lẽ sẽ được nhiều điểm từ ban giám khảo nhiều hơn nữa. Chúc mừng bạn. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai đấu sĩ lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay về trái đất đây. Xin mời các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng trong chương trình đấu trường âm nhạc ngày hôm nay. Ai sẽ đem về 15 triệu đồng đây? Của thủ lĩnh Buka. Các bạn đã đem về 15 triệu đồng một lần nữa. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, trải qua những trận đấu rất là cam go và thử thách, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra đội chiến thắng ngày hôm nay. Phần thắng thuộc về thủ lĩnh Buka với phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Ủa là múa mà không có lấy bằng đúng không? Lấy. Đang bị hưởng thụ chiến thắng. Không phải biết sao, người ta chơi 3 lần rồi bây giờ mới được thắng đó. Chiến thắng nên đang hưởng thụ. À, lần đầu tiên chiến thắng bây giờ cảm xúc em bây giờ thế nào Buka? Chưa bao giờ mà em thấy mọi người rớt xuống hố bịch mà em cảm thấy vui và sướng như vậy. Con người hay cái mic mà bịch. Không, khi mà em nghe anh nghe bịch bịch đùng đùng không? À, em cũng thử không? Không ạ, không. Ngày hôm nay chúng ta đã rất là vui với ba vị thủ lĩnh và các bạn đấu sĩ trong chương trình đấu trường âm nhạc. Trời ơi, sao mà say sóng dữ vậy nè? Đây là ở đâu mà đẹp quá vậy? Âm thanh, ánh sáng, đèn, không khí thật là đẹp. Trời đất ơi, trái đất. Ui, thiên thạch, sao băng, sao quả, sao kim. Ui, cái cục gì vậy? À, cái này chắc là sao la hầu nè. Cái gì? Sao la hầu ơi. Trời đất ơi. Nè, tôi mà la hầu là anh là kế đô đó nha. Ủa? Anh Dương Lâm Đồng Nai. Chị Tường Vi. Trời ơi, vui quá. Ủa, đâu đây vậy? Được mời lên đây nè. Ai mời em? À, Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Ngân Hà? Đúng rồi. Ôi, hay quá vậy. Ủa, mà sao anh lên đây vậy? Trời ơi, cái chuyện này dài dòng lắm. Em nhớ mùa trước không? Nhớ. Nhớ cái mùa mà anh chơi với em không? Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Trời ơi, chơi vui banh rạp. Chơi mà chơi chiến thắng, mà chơi mà khán giả cười mình rất ghê luôn. Tập đó là triệu view. Trời ơi, anh chơi mà dân Đồng Nai ta ủng hộ anh quá trời luôn. Ủa, ta mời anh luôn mà em. Mời về diễn luôn này nọ, hát hò rồi luôn. Là những cái người mà ngày xưa ở trong group của anh á, bây giờ nổi tiếng hết trơn rồi. Wow. Dễ sợ không? Vậy là anh mát tay lắm luôn. Mát tay. Ủa, nhưng mà hồi nãy anh nói là anh về dưới xong rồi dân Đồng Nai người ta chào đón anh vậy. Ta chào đón, ta mở tiệc ăn mừng luôn. Ghê vậy ta, mở tiệc ăn mừng luôn. Bởi vì anh chiến thắng mà, anh đem tiền thưởng về nhiều lắm. Ủa, nói nghe. Hả? Hình như anh có lộn tập nào không vậy? Lộn không? Cái tập mà chơi với em á, em là người thắng nè. Bởi vì em mới được mời lên đây làm sứ giả âm nhạc chứ bộ. Ủa, em là người thắng hả? Ai vậy, chắc anh là anh chơi vui. Ủa, anh sập mà tao nói tiền đình luôn hả? Em nhớ hoài gì, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Đúng rồi. Như vậy là ngày hôm nay anh và em được lên đây mời với chức danh là sứ giả âm nhạc. Nhiệm vụ tụi mình là tìm kiếm gương mặt thật là mới, giọng hát thật là hay để đưa giọng hát của họ bay cao, bay tận ngân hà, bay ra vũ trụ. Nhưng quan trọng nhất là phải giúp họ tỏa sáng trong chương trình đấu trường âm nhạc.
vị, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Với giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các thủ lĩnh ngày hôm nay. Xin mời. Khoan, trời không có được. Bận cái bộ đồ này nóng quá. Đúng rồi, anh nghe mở anh nó chảy róc rách. Mồ hôi mồ kê tùm lum không được. Phấn nền em trôi hết rồi. Đó, bây giờ phải vô dặn lại, với lại quan trọng cái bộ đồ này nó ngấn quá. Đúng rồi, bây giờ anh sẽ quắt cái đĩa bay lại là chở hai đứa mình vô thay đồ nha. Đĩa bay. Ôi, đĩa bay mình làm như xe đò vậy không? Chứ sao? Thôi bây giờ đi bộ vô là cho lẹ. Đi bộ vô thay đồ. Rồi, đi. Rồi tiếp tục chương trình. Đi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Thay đồ xong thoải mái quá Vy ơi. Em nói vậy thì mới năng động khỏe khoắn hơn nhiều nè. Vậy bây giờ quan trọng, cái điều quan trọng là bây giờ anh là anh chống hề thôi, là anh live stream thôi, anh không có cái kiến thức gì về âm nhạc hết. Ủa chứ anh nghĩ em biết hả? Ủa vậy sao đây? Ủa em không biết cái gì hết. Mà chính vì hai đứa mình không biết cho nên là tụi mình mới cần đến Hội đồng Âm Nhạc Ngân Hà. Xin chào bảy vị của Hội đồng Âm Nhạc Ngân Hà. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời để xem tiêu chí chấm điểm năm nay của họ như thế nào. Dạ xin mời đại diện của Hội đồng Ngân Hà. Xin chào hai vị sứ giả âm nhạc. Hôm nay Lê Phương xin đại diện cho Hội đồng Âm Nhạc Ngân Hà sẽ đưa ra tiêu chí của Đấu Trường Âm Nhạc ngày hôm nay sẽ là 50% là về giọng hát, về cái cách các bạn xử lý bài hát, và 50% còn lại là cái cách các bạn trình diễn và cái cách các bạn kết nối cùng với lại những người khán giả, cùng với lại Hội đồng Âm Nhạc, cùng với lại các thủ lĩnh. Đó chính là tiêu chí của các vị ban giám khảo. Rồi, thì bây giờ còn chần chờ nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ các thủ lĩnh ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ thủ lĩnh ngày hôm nay. Đầu tiên là thủ lĩnh Ngọc Lan. Và đồng hành cùng thủ lĩnh Ngọc Lan ngày hôm nay chính là thủ lĩnh Tiết Cương và Kim Tử Ngô. Trời ơi, với đội hình là kiểu đúng kiểu là mầm non không à. Mầm non không à. Mầm non âm nhạc. Anh Long ơi, sao mà tự nhiên mặt căng thẳng dữ vậy? Anh mà biết chương trình mời Tiết Cương với Ngọc Lan anh không chơi đâu. Sao vậy anh, sao không chơi vậy? Anh có mối thù hằn hay sao anh? Chơi không lại. Sao chơi không lại? Thấy game show nào anh cũng làm rần làm rộ hết. Anh đi quán quân hết. Ai làm lại anh Long? Trời, hai cái miệng này dữ lắm em ơi. Trời, cái miệng anh hiền hả anh Long? Không, cái miệng anh từ đó giờ tu rồi. Em nghĩ nếu mà anh sợ cái miệng thì anh chỉ nên sợ cái miệng của Lê Dương Bảo Lâm thôi, chứ đừng sợ hai anh em tụi em, không có sao hết á. Anh Long, sẵn em là Đấu Trường Âm Nhạc, không biết anh Long có một câu hát nào để mà gọi là tặng tất cả mọi người không anh? Hát hả? Dạ hát. Người ta chương trình âm nhạc mà tự nhiên anh hát lên sao? Chứ chương trình nào anh mới hát anh? Không anh, bây giờ nè, tại vì trong chương trình của mình á, ngoài đấu sĩ ra thi, nó sẽ có những cái quyền mà nếu như anh trúng được cái quyền đó, anh có thể ra anh đại diện cho đấu sĩ của mình, anh thi luôn. Bởi vậy bây giờ là phải đưa ra một cái câu hát nhẹ nhẹ để khè đối thủ trước đã. À, có nghĩa là nếu mà thí sinh mà làm không được đó là anh ra. Dạ. Anh cứu. Vậy được. À. Thường thường là anh phải cứu người. Phải cứu là anh cứu. Dạ. Chứ còn mà biểu mà anh hại là anh không hại, anh cứu được. Rồi. Ôi hạnh phúc biết bao khi đến với đấu trường âm nhạc, vậy thì mình hãy vỗ tay lên để cổ vũ cho thí sinh đã đến với chương trình hôm nay thật là vui vẻ vô cùng. Hay quá anh Cương, em thấy anh đó là đối thủ nặng ký đó anh Cương. Đúng rồi, em làm biết anh Cương vừa hề được nè, vừa hát được nè, anh có lời nào mà hát đối lại không anh? Không, để anh nói về hai đối thủ của anh trước. Dạ. Anh cảm thấy rất là lo lắng thật sự, bởi vì đúng là hai đối thủ nặng ký. Nếu mà nói về Ngọc Lan là đối thủ nặng ký là về nghĩa đen. Nghĩa đen. Nghĩa đen. Anh cứ nghĩ quá. Anh còn chỉ quá rồi. Anh Kim Tử Lâm là đối thủ nặng ký về nghĩa bóng. Tức bộ ghê. Nó nai rồi với bộ hiền với trong lòng ghê lắm á. Dạ. Anh cũng chứng tỏ đi anh. Hả? Anh chứng tỏ là mình có thể hát được. Hát hả? Dạ. Hát nó đâu phải sở trường của anh. Với mấy nào hát không được, với sao đang tập tành live stream bán hàng á. Giờ giọng khàn hết. Vậy giờ anh live stream đi. Mới tập học nghề mới vô dở lòng mà. Bữa nào dạy anh khóa nha. Vậy hả? Vậy anh không hát luôn. Mình để dành mình ém lại. Dạ chị Lan. Gì? Chị là chị hát không được đúng không? Ừ.
Chị có gì à, tiết mục gì thú vị không? Nãy giờ là thú vị lắm rồi đó. Dạ. Đừng có vùi dập bà chị em nữa, hồi nãy vừa mới vô nói gì nặng ký là không có đúng, nhưng mà năm vừa qua đúng là nặng ký thiệt. À, trời. Nặng ký về giải thưởng. Ai mà làm lại chị đó, ghê chưa? Mở Facebook lên bữa đó hả, quá trời gì giải thưởng quá trời luôn. Chị nói một lần cho người ta nghe nè. Bộ phim hot nhất ai cũng biết, người biết chứ là luật. Trời. Chị lại chia sẻ về những giải thưởng đó không chị Lan? Năm vừa qua là một năm may mắn đối với riêng bản thân chị về sự nghiệp. Cái vai diễn nó cũng mang về cho chị được hai giải thưởng. Đó là giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với lại giải ngôi sao của năm. Vậy là anh hiểu rồi. Cái đấu trường âm nhạc này chắc cũng rinh giải luôn rồi quá. Không có anh rồi. Em đang may mắn, em đang hên. Cái môi trường này nó khác hoàn toàn với cái môi trường của em. Không, gì đó vậy em chưa chị nghe chị Lan hát luôn á. Sao nghe được em? Sao chị không hát vậy? Tại con, con chị nhà chị ru con, chị ru sao? Chị hả? Chị ru Louis, Louis đang ngủ nè, mẹ ru con ngủ. Chị mở nhạc kinh cho nó nghe không à? Vậy hả? Ừ, mở nhạc Phật cho nó nghe không à? Cho dễ ngủ. Đúng. Dạ. Mà chị cũng dễ ngủ nữa. Ủa vậy là cuối cùng là hai mẹ con ngủ luôn một lúc em? Là chị ngủ trước con chị? Không, con chị ngủ trước chị. Không, nhưng mà bây giờ đến chương trình đấu trường âm nhạc này á, thì cả ba thủ lĩnh của chúng ta không cần phải lo. Một lát nữa đây là đây, ba căn phòng này là những đấu sĩ đang ở phía sau. Và khi mà họ hòa chung lời trong một bài hát thì chúng ta sẽ nghe và cảm thấy là phòng nào mình cảm thấy thích nhất thì lật đật chạy tới xí phần danh phần đó liền. Và khi mà ra ngay đấu trường này thì hai đấu sĩ sẽ thi trực tiếp với nhau trong một bài hát. Và nếu đấu sĩ nào có số điểm ít hơn thì sẽ lên vị trí nguy hiểm nhất trên phi thuyền và đi về trái đất. Em ơi, cho anh hỏi, nếu như là ba thủ lĩnh này đều chọn một khung chỗ sao? Dạ không được, tại mình lên xí trước. Thì bây giờ là phải thảo luận với nhau, thương thảo sao mà bây giờ chỉ được một người duy nhất mà thôi. Bởi vì phải chạy thật nhanh anh. À, người nào tới trước là dạ, coi như là đúng. Mấy người kia là đi ra. Đúng rồi. Và giải thưởng ngày hôm nay rất là thú vị. Nếu như đội nào chiến thắng sẽ đem về cho mình tổng cộng là 15 triệu đồng. À, và hiện tại trên tay em đang là ba chiếc phong bì của ba cái quyền. Quyền đầu tiên là quyền cứu, đó chính là thủ lĩnh hoặc đấu sĩ đã bị loại được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền thứ hai chính là quyền chuyển, đó là thủ lĩnh sẽ được chuyển đấu sĩ còn lại ra giúp đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền thứ ba đó chính là quyền chặn, là chặn không cho đối thủ được quyền chọn đội mình mà phải chọn đội còn lại. Nhưng trong trường hợp đội còn lại không còn một đấu sĩ nào thì mình được quyền chọn lại thành viên của đội đối thủ. Các bạn đã nắm rõ chưa? Yeah. Tới tôi. Và bây giờ sẽ là quyền sử dụng quyền trợ giúp. Mỗi năm sẽ là cái chuông. Nhiệm vụ của những thủ lĩnh là chạy lên bấm chuông. Nhưng mà hôm nay đã khác rồi. Ở trên cao sẽ có cái hộp gọi là hộp cứu hộ, sẽ thả xuống từ từ. Nhiệm vụ của đội trưởng là cầm cái búa ở trong hộp mình, chạy lên đập cái hộp cứu hộ đó. Nếu như thủ lĩnh mà đập trúng cái hộp đó thì được sử dụng quyền trợ giúp. Còn nếu như đập rồi mà không muốn sử dụng quyền trợ giúp thì có thể chặn đội đối phương lại. Các thủ lĩnh hiểu chưa? Hiểu. Giờ ai sẽ là người bốc thăm trước đây? Xin mời chị Lan. Chị bốc cái đầu tiên. Đầu tiên, tại sao bốc đầu tiên? Cho dễ. Cho nó dễ. Khỏi lựa. Rồi, anh Cương. Rồi. Anh Long. Như vậy là các đấu sĩ chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ các đấu sĩ ơi, hãy thể hiện hết mình để cho các thủ lĩnh ở đây chọn các bạn nha. Chứ bây giờ sẽ là phần thể hiện của các đấu sĩ. Xin mời. Ngồi sẵn luôn đi. Ngồi sẵn là ngồi sẵn. Hãy cho anh xin lại lối thoát để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một cảm xúc để tìm anh thôi, thôi thành trai đá. Và rồi để em được yêu lại say với con đầu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Héo hon em từng đêm bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho anh xin một nụ hôn để anh được hôn bờ môi đã khô. Hãy cho em xin một lần nói
Dù là lừa dối nhưng thà anh nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu, đã mang em cùng với niềm nhớ thương anh dù chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghét, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi. Chẳng biết không ai vì ai đã ngồi luôn tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, sự cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, sự cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Dạc dạc ra cho thấy hình chị nha. Một tràng pháo tay lớn với các đấu sĩ chúng ta. Như vậy là các thủ lĩnh đã chọn ra được các đấu sĩ của mình. Kính thưa quý vị, những bức màn bí ẩn đã được vén lên và những đấu sĩ của chúng ta đã được lộ diện, và họ là ai? Bây giờ chúng ta hãy cùng giao lưu với họ để xem họ là ai và họ đến từ đâu. Vi, xin mời em ạ. Đầu tiên sẽ là các đấu sĩ của đội anh Kim Tử Long. Xin mời các bạn hãy tự giới thiệu về mình ạ. 3, 2, 1, quay ra. Wow. Còn là trai xinh gái đẹp không Long? Dạ chào bạn, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ, công việc hiện tại. Chào tất cả mọi người, em tên là My Nguyễn ạ, em đang là ca sĩ tự do. Chào mọi người, em tên là Khải Đăng ạ, và dòng nhạc của em là dòng nhạc ballad. Ca khúc mới nhất của em là ca khúc Suốt Đời Không Xứng ạ. Suốt Đời Không Xứng. Nhưng mà Khải Đăng hình như không chỉ đơn giản là đi hát thôi, còn là diễn viên nữa. Phải không? Phải. Thủ đa tài vậy, phải không Đăng? Em may mắn được anh Trấn Thành mời một cái bộ phim tên là Tôm Sắc Tấm ạ. Và xin mời cô gái cuối cùng của đội. Dạ em xin giới thiệu, em là Hà Thu ạ. Nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Hỡi ba quân tướng sĩ, có bằng lòng chiến đấu với bên kia không? Bằng lòng. Hay quá. Nhưng mà đội của mình lấy tên là gì ạ? Đó, phải có cái tên. Đúng. Đặt cái tên làm cho đội bên kia khiếp sợ nào. Dạ Việt Nam mình có MTV, đấu trường âm nhạc có MTD. Tại sao đây là cái tên này ạ? Dạ là chữ cái tên của ba tụi em. Một tràng pháo tay lớn đội MTD ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của thủ lĩnh Ngọc Lan. Xin mời các bạn quay ra. 1, 2, 3, quay. Wow. Thôi quen quá rồi kìa, thứ dữ không nha. Và xin mời bạn giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em là Du Yên. Và hiện tại là một ca sĩ, một cô chủ nhỏ. Em có bán sữa chua nữa và xin mời mọi người tới ăn sữa chua ủng hộ em. Vậy là em biết đấu sĩ của mình không? Em hát một câu cho chị nhớ em kìa. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Trời ơi, chị Lan ơi, đang sở hữu con gà rất là chiến. Của bạn này á hả? Đó. Trời ơi, giờ mới biết. Giờ mới biết, nghe nhiều nhưng đúng mà giờ nghe biết. Nhiều nhưng mà bây giờ mới được gặp. Dạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Xuân Hân Bún Bò. Mình đến từ Nha Trang. Trời ơi, bún bò này đến từ Quế cho em, sao đến từ Nha Trang cơ? Dạ không, nhà em bán bún bò, em sẵn quảng cáo cho mẹ luôn. À, phải cho mẹ. Còn bạn trai ạ? Em xin chào tất cả mọi người, hai anh chị MC cùng ba đội trưởng ạ. Em tên là San Vi, em hiện đang bán hoa. Trời ơi, sao bán hàng không vậy? Trời ơi,
Mọi giới thiệu nghề tay trái hết luôn rồi đó. Cái này đáng lẽ là em thủ lĩnh nó mới được nè. Toàn bán hàng online không? Mà cái sữa chua bún bò này bán qua chết luôn rồi. Team này là team hướng nghiệp. Team hướng nghiệp. Vậy là bây giờ với là bún bò nè, xong rồi sữa chua hoa, bây giờ mình có một cái tên nào kiếm mà một cái tên thể hiện rõ cái năng khiếu của đội mình chưa? À, dạ có luôn chị, bởi vì đó nghề nghiệp đó thì mình cũng hướng nghiệp luôn, là đội của mình sẽ tên là bò hoa sữa. Bò hoa sữa. Bò viên hoa sữa được không? Chị Lan là diễn viên. Yeah. Thì mình thêm một cái gì đó, cái nghề của chị Lan vô là bò viên hoa sữa. Hợp lý chứ? Thôi chứ bỏ chị Lan ra. Bên kia cũng bỏ đúng không? Được không chị Lan? Chị là diễn viên. Lấy chị chữ viên được không ạ? Chữ viên nha. Và đội của mình là bò viên hoa sữa. Yeah. Được luôn á Lâm ơi. Trời ơi, tội nghiệp người ta. Nó nói mà nó không cho người ta từ chối luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm quen với những đấu sĩ của anh Tiết Cương. 3, 2, 1, xin mời. Yeah. À, bây giờ là mời chàng trai đang nổi bật nhất nhóm đi, xin mời bạn. Dạ, xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay chương trình Đấu Trường Âm Nhạc ạ. Em là Võ Đức Trí, hiện tại em là ca sĩ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Dương Ngọc Bích Trâm. Hiện tại em đang là ca sĩ và em đến từ Hà Nội. Hà Nội là từ Hà Nội em bay vô đây luôn. Quá trời, cũng gà chiến nhanh nha. Dạ mời bạn cuối cùng ạ. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Kay Hoàng ạ và hiện tại em đang là thành viên của nhóm nhạc G5 Music ạ. Tụi em có đặt tên chưa? Dạ tụi em có thảo luận là sẽ đặt tên nhóm là Tỏa Nắng ạ. Tỏa Nắng. Không, ý anh nói là đội anh nói là anh có nụ cười tỏa nắng á. À tỏa nắng. Răng thiệt chứ không phải răng giả như của Bảo Lâm á. Mình nói tới đó được rồi, đừng nói nữa. Đúng rồi. Như vậy là tất cả các thành viên đã sẵn sàng. Và ca khúc đầu tiên của trận đấu này sẽ là ca khúc gì đây? Xin mời mọi người cùng hướng mắt về màn hình để xem ca khúc đầu tiên. Chiếc lá cuối cùng. Và bây giờ sẽ là trận đấu đầu tiên, không biết ai sẽ là người ra chiến đấu trước. Vì em nghĩ là ai? Anh Long. Tự tin quá. Nhưng mà hồi nãy giờ em thấy chiến thuật của anh Long có vẻ rất là dữ dội. Mình ém lại đi. Cho chị Lan đi. Trời. Cho bà chị em ra từ từ đi, hồi nãy giờ mặt bà xanh chành luôn. Mặt xanh chành, tưởng áo vàng mà nó dạ lên, ai ngờ mặt sợ xanh thiệt. Anh. Ý. Mặt anh Cương, một cái nét rất là cương. Rất tự tin. Vậy bây giờ anh Cương sẽ là người cử gà của mình ra thi đấu trước. Không biết anh Cương sẽ cử ai để trình bày đây. Tôi sẽ cử đấu sĩ đầu tiên của tôi. Đây, Khay Hoàng. Tại sao là Khay Hoàng vậy anh? Tại vì Khay Hoàng nói anh là Khay Hoàng đá đẹp lắm. Hay là thi hát rồi, thi võ thuật đâu mà đá đẹp. Biết rồi, thực ra là chiến thuật giống như là đầu xuôi đuôi lọt, hiểu không? Bây giờ đưa cái người đầu tiên ra đá luôn cái đội còn lại. Đâu em đá thử cái anh coi coi. Cái qua đầu luôn. Ghê thiệt. Rồi, đội của anh Tiết Cương sẽ chọn một thành viên của đội chị Ngọc Lan hoặc là đội của thủ lĩnh anh Kim Tử Long. Không biết anh chọn ai ạ? Ê. Ai ê vậy? Đây. Ê, trời ơi. Trời ơi. Anh Long, em chọn đội. Ngọc Lan. Ủa gì kỳ vậy? Xanh sò như con cò vậy? Đâu, nó chọn anh, kêu tên anh Long mà chọn đội Ngọc Lan. À, chị Ngọc Lan, chị có sợ hay không hay chị tự tin? Tại vì tôi biết đội Ngọc Lan không chuyên về cái dòng nhạc này nên tôi đã tuyệt một đối thủ đầu tiên rồi. Có phải vậy không chị Lan? Đúng rồi, toàn hát nhạc trẻ không, làm sao biết bài này? Em nói cho anh nghe, mặc dù em rất là sợ nhưng mà em vẫn sẽ đáp trả lại với anh. Em sẽ cử một bạn ra đá với đội anh. Ừ. Ai chị Lan? Chị nghĩ rồi, bên đây là một bạn con trai hát thì chị sẽ để một bạn con trai ra hát cho nó đối xứng. Đúng. Cho nó tương đồng. Đội không xanh đi. Lên luôn chị. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Và trận đầu tiên, hai đấu sĩ đến từ đội của nghệ sĩ Tiết Cương và nghệ sĩ Ngọc Lan. Thưa quý vị các bạn, bây giờ sẽ là trận chiến rất áp lực và rất căng go của hai thủ lĩnh là Tiết Cương và thủ lĩnh Ngọc Lan. Và gà chiến đó chính là Khay Hoàng và Savis với ca khúc Chiếc lá cuối cùng. Và trận chiến của hai bạn xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Thank you.
Đêm qua trưa, mặt trời sao vội sáng. Một đám chim cánh nhỏ chờ mùa sáng. Chiều vào thu tiếng em sau lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc cuống bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tới cũng đưa chiều vào tối. Mỉm môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mong về một đêm xuân sớm, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng nhân, xây mộng vàng đầu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với di vật. Nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lòng một mình ta. Dù cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối vơi xa. Xuân sang em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đầu bên xuân xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng xa, sao đầy trời trường chiếc lam lanh. Rồi một mùa xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dị vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Hay quá. Một cao tầng lớn cho hai đấu sĩ Cây Hoàng và Sammy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ê, em ơi, bây giờ tiếc quá à. Bây giờ chắc chắn sẽ một người bị loại. Hai giọng ai cũng hay. Một giọng quá nam tính, đúng kiểu nồng trầm, nàng nồng trầm. Nàng. Một giọng quá lạ, hát đâu feel tới đó. Chị Lan ơi, bây giờ chị có lời nhận xét nào cho gà cưng của mình không chị? Chị thấy chất giọng của gà cưng chị làm sao? Quá tuyệt vời em ơi, hát hay hơn chị rồi đó. Dạ chị là thế giới này ai mắc hay hơn chị hết. Anh Cương, đội của tôi là chiên về võ thật nha. Kỳ vậy.
Anh ơi, đem đi thi hát. Ủa, đây mà. Là thi hát mà anh. Nhưng mà nói chất giọng rất là ấm. Vừa hát lên thấy anh hú liền. Anh trời hú quá, hú. Anh mê quá trời luôn. Chắc mấy ông nhạc sĩ, mấy bà nhạc sĩ này có định kiến với tôi hay sao. Nhưng mà chưa gì đâu anh ơi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét. Hội đồng âm nhạc Ngân Hà nào. Xin chào các bạn. Thiên về màu sắc thì bạn Cây Hoàng, bạn có cái màu giọng hợp với ca khúc này hơn. Nhưng mà có điều bạn bị một cái lỗi, đó là lỗi phát âm của bạn rất là nặng. Ví dụ như những từ như là từ chim, bạn hát là chiêm ha. Với lại những từ như từ cuốn, gió cuốn thì bạn hát là gió cuốn, có âm G đằng sau. Thì bạn nên để ý những cái phát âm của mình. Có vẻ như bạn không có quen với ca khúc này nhiều, nhưng mà bạn có một cái lợi thế, đó là cái cảm âm của bạn khá là tốt. Nên là những cái đoạn mà có thể là bạn không thuộc nhạc, nhưng mà bạn đã bắt vào đúng cái hòa thanh của nó, nên bạn có thể kéo lại được những cái phần hát nó đang bị chạch ra khỏi cái bài hát rất là tốt. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ hai bạn, hai đối xử chúng ta sẽ lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người thua cuộc và biến về trái đất. Xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến bay của đấu trường âm nhạc. Hiện tại hai đấu sĩ chúng ta đang đứng trên nắp của cái hố đen vũ trụ. Cả hai bạn đều có phần thi rất tuyệt vời, nhưng chỉ có một người được ở lại trên phi thuyền và người còn lại thì sẽ rơi vào hố đen vũ trụ và quay về trái đất. Không biết ai sẽ là người lọt vào hố đen đây. À, nhưng mà các bạn yên tâm, cái hố đen là Lâm lọt hoài, không có sao hết trơn. Trời, chú ý là mình bình tĩnh. Ủa sao mồ hôi đổ vậy? Hả? Tại sao mà mồ hôi đổ quá vậy? Dạ nóng. Nóng đúng không? Các bạn không sao đâu, cái này sập rất là gọi là giật mình xíu thôi, nhưng mà không sao. Gương mặt từ lúc thi cho đến lúc đứng trên hố vẫn rất căng thẳng. Dạ, mặt em nó căng từ nhỏ rồi nên không sao hết. Mà thấy mặt buồn buồn. Buồn quá. Nhưng mà em có sợ không? Có lo là mình bị rớt không? Tại vì mình đứng đến đây rồi thì kết quả nó đã xong rồi, rớt thì thôi, không sao. Rồi bây giờ các bạn phải đúng vị trí của mình nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ không biết ai sẽ là người lọt xuống hố đen vũ trụ này đây. Một là Khai Hoàng với giọng rất nam tính, rất nội lực. Và hai là Savis với giọng ca trầm ống nồng nàn. Như vậy là Cây Hoàng đã lọt xuống hố đen vũ trụ. Xin chúc Sammy đã ở lại với chương trình. Và với trận đấu đầu tiên thì đội của thủ lĩnh Ngọc Lan đã giành chiến thắng. Như vậy thì bây giờ đến trận thi đấu thứ hai, không biết là chị sẽ chọn đội của thủ lĩnh nào để thách đấu đây ạ? Chị Lan, em nghĩ chị là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chị diệt luôn đội của anh Tiết Cương đi chị. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn. Hồi mặt tự tin vậy, kính thưa hả? Đúng. Hồi nãy sao sò mà giờ tự tin vậy? Hồi nãy bởi vì tôi không có am hiểu về âm nhạc nên tôi không hiểu là cái bài đó đội của tôi có hát được hay không. Đừng có khi dễ phụ nữ chúng tôi. Hồi nãy tôi thấy là Tiết Cương rất là khi dễ đội của tôi, bởi vì thủ lĩnh là phụ nữ. Nhưng mà thưa với lại quý vị, sau cái màn khi dễ đó thì đội đó đã thua rồi. Và giống như là Lê Dương Bảo Lâm nói rằng là sẽ diệt cỏ là diệt tận gốc. Đúng, diệt luôn đi chị. Nhưng chị không ác như em. Ủa vậy hả? Chị để cho người ta thi. Chị quyết định chọn đội anh Kim Tử Long. Kim Tử Long. Đó, chị muốn chọn ai để hát với Savin này? Chị sẽ chọn bài đầu đã hát với con trai rồi, thì bây giờ bài thứ hai phải hát với con gái để phô diễn hết tài năng của gà tôi. Chọn bạn áo trắng. Bạn áo trắng. Sao vậy anh? Sao anh hứng anh vậy? Ơi, vậy là đấu sĩ của anh là một cô gái mà bên kia là một chàng trai, thì anh thấy có ngang tài ngang sức không? Đó là âm dương quân bình. Cái gì? Anh nói cái gì? Vậy? Bình. Vậy? Âm dương quân bình. Âm dương quân bình. À. Là bên kia nam bên đây nữ. Dạ. Chuyện đó bình thường. Bây giờ quan trọng là bài hát có phù hợp với giọng hát của các bạn ấy không? Ở vòng này anh là người có quyền chọn bài hát, xin mời anh. Chính xác. Cho tôi 5 phút tôi tìm. Không, không có thời gian 5 phút đâu nè. Chọn liền. Chọn liền. Đưa ra cái bài nào mà là ưu điểm của đội anh hơn. Ưu điểm của anh luôn. Nhưng mà để hòa hợp với nhau trong cái không khí là nó rộn ràng, nó rực rỡ, mà nó là nóng bỏng như thế này, tôi sẽ chọn một bài hát mà đi đâu tôi cũng nghe. Đó chính là
đám cưới, đám hỏi, đám quả gì cũng có. Và đó là bài hát Túp Liều, Lý Tưởng. Yeah, Lý Tưởng. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu của mình à. Xin mời. Xuống em, tự tin lên, luôn luôn có anh bên cạnh em. Và trận đấu thứ hai là trận đấu của hai gà cưng của thủ lĩnh Ngọc Lan và thủ lĩnh Kim Tử Long, đó chính là Savin và Minh Nguyễn với ca khúc Túp Liều Lý Tưởng. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Chỉ có lâu quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm lưu sinh, mình kết làm mình, rồi mình xin khắp chút sinh trộm hết chung quê. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, băng mai mình ngóng màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đúng đúng rồi anh ơi. Túp liều lý tưởng của em và của anh, tình không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con tim, tình mình không chắc gì mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kiếm làm mình, rồi mình xin khóc chút xin trộm hết chung quê. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù kẻ cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Anh ơi, túp liều lý tưởng của em và của anh, đúng đúng đâu anh ơi. Túp liều lý tưởng của em và của anh, đúng đúng đâu anh ơi. Túp liều lý tưởng ngày đó ta say bàn xuyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con gì, tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Yeah. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Yeah. Anh Kim Tử Long. Dạ. Không biết là anh thấy gà của mình sao nè. Em thấy dưới anh gọi là cổ vũ và sôi động luôn. Nói chung là quá sức là ngọt ngào. Trời ơi. Xôm tụ rộn rã, rực rỡ, rộn ràng. Nói chung là hai bạn, bạn nam, bạn nữ, người nào ca cũng hay á. Tôi ước mơ làm sao mà tôi được đứng ở cái vị trí của cái bạn nam đó để tôi hát. Tại cái bài này là tôi đi hát kiếm tiền nhiều lắm đúng không ạ? Kiếm tiền dữ lắm. Giờ hình như là cái vòng này á, đấu sĩ của đội chị cũng không được tự tin lắm.
Không phải em, do là quá mệt đó em. Mới vừa chiến đấu xong bây giờ làm là gì mệt? Mệt đó anh. Ca mới có hai bài mà mệt gì? Tôi đi đám ca 13 sao tôi không biết mệt? Thì bởi vậy mới là chiến tử lắm. Năm cưới. Đám cưới anh hát cho người ta không động phòng, anh chim hát tới 10 bài vậy anh? Hát chừng nào động phòng về thôi. Trời ơi, hát từ lúc khai tiệc đến khi động phòng mới về. Thôi. Má trời ơi. Anh Long ơi, hồi nãy em nghe anh nói là cái bài hát này đi kiếm tiền. Anh nói anh hát từ năm anh 14 tuổi tới giờ. Hát lại bây giờ tại sân khấu này, quá trời âm thanh sáng hỗ trợ anh. Anh hát lại bài này vẫn có tiền luôn. Anh hát với gà anh? Không, anh hát với một người đặc biệt, chị. Ai? Em, chị Ngọc Lan. Chơi luôn, quá trời bài này dễ mà. Được không Lan? Bây giờ sẽ là phần thi đấu của hai đấu sĩ Kim Tử Long và Ngọc Lan. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái liều tranh, ta mơ một chút liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với chút liều tình. Rồi mình đi kiếm chút sân mình kết làm bánh. Rồi mình sinh khớp chút sinh mình kết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai đào khát chi tranh. Ban mai mình ngắm cái màu hoa, đêm đêm mình ngắm cái chị Hằng. Đời nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng có ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng đường một đàn con xinh. Tình mình chưa chắc dê mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình em hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới thứ liều tình. Ê, con mình em, con mình à, con. Trời ơi. Trời ơi, lớn quá trời của đất rồi. Sao rồi con? Dạo này có vợ có con chưa? Dạ, đẻ hai đứa rồi. Nó đây hả? Dạ. Trời ơi, cảm ơn. Hai đấu sĩ Ngọc Lan và Kim Tử Long, một chảo tầng lưới ạ. Xin cảm ơn. Rồi xin mời hai bạn cùng về ngay sân đấu để chúng ta cùng nghe lời nhận xét của Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Dạ, xin mời những lời nhận xét của các vị ạ. Mình là nhạc sĩ Hoàng Lương. Lần đầu tiên chúc mừng phần trình diễn của hai bạn. Mình nhận xét cho bạn nam trước nha. Ở đây một ca khúc hoàn toàn mới với em. Em chưa hát bao giờ đúng không? Tại vì cái màu em là R&B, nó không có hợp với trữ tình lắm. Nhưng mà em rất tự tin, rất cố gắng. Và cũng biết tương tác bạn nữ nữa. Còn bạn nữ hát rất là tốt. Nhưng mà cái hơi của bạn á, nó hơi yếu. Và những ngân cuối câu bạn bị hụt hơi rất là nhiều. Là bạn rất là tiếc. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta hãy cùng bước lên ngay hố đen vũ trụ để xem ai sẽ quay về trái đất tiếp theo đây. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phút giây quyết định đấu sĩ nào sẽ quay về trái đất. Thời gian bắt đầu. Sang Võ, một anh chàng với giọng hát rất là lạ và nhiệt huyết. Mỹ Nguyễn, một giọng ca rất trong trẻo, kèm phần trình diễn rất tuyệt vời. Và xin chúc mừng Mỹ Nguyễn. Xin chúc mừng đội của thủ lĩnh Kim Tử Long à. Và trải qua những hiệp đấu rất là cam go và gai cớn, và hiện tại sân khấu chúng ta, thủ lĩnh Kim Tử Long là thủ lĩnh đang có nhiều thành viên nhất. Và thủ lĩnh ơi, anh có quyền được chọn đối thủ của mình. Xin mời anh. Anh dám chọn lại em không? Ôi, Ngọc Lan thách đấu rồi. Một lời thách thức luôn. Từ lúc mà bắt đầu chọn đó, là tôi đã nghe được cái giọng hát bên đội Tiết Cương rất là hay. Đáng lý tôi chạy qua rồi đó, nhưng mà tôi chạy không kịp. Tôi rất hận.
hận. Bắt Tiết Cương phải trả hết ngày hôm nay. Vì vậy cho nên tôi sẽ thách đấu với Ngọc Lan. Lan chị sao, cảm xúc chị sao? Bữa nay chị cảm thấy nha, hai ông anh của chị bẻ cua rất là gắt luôn á. Không biết là anh Kim Tử Long sẽ chọn ai ạ? Anh thích bún bò hay sữa chua? Bây giờ anh đang đói bụng dữ lắm. Đói bụng, bún bò. Anh chọn bún bò. Bún bò. Bún bò. Mời hai đấu sĩ cùng bước ra sân khấu ạ. Cố gắng lên em. Và bây giờ là chúng ta chuẩn bị thi lượt thứ ba rồi. Không biết là chị Ngọc Lan sẽ quyết định chọn bài nào ạ? Chị chọn bài gì? Chị chọn bài cho người ta hát chứ phải chọn cho chị hát nha. Ủa vậy dạ? Dạ đúng rồi. Không phải karaoke, mình chọn bài cho mình hát. Bài nào phải là thế mạnh của đội chị nha. Kính thưa quý vị và các bạn, lúc này ở trong hậu trường thì Lan đã bàn với lại các đối sĩ của mình rồi. Và các bạn này nè, là bạn này rất là hát, rất là hay cái bài Ngày Chưa Giông Bão thưa quý vị. Cho nên là Lan quyết định chọn bài đó. Như vậy là thủ lĩnh Ngọc Lan đã chọn bài hát Ngày Chưa Giông Bão. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu giữa bạn My Nguyễn và Xuân Hân. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Con sông vô quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình diêu em thơ rất thơ, và anh đương điêu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà.
Anh cảm giác như thế nào về giọng của gà chiến của mình ạ? Đúng là giọng mi dày hơn giọng bạn kia. Ca có truyền cảm và lấy hơi giả thanh rất là tốt. Đối với anh thì gà anh không lẽ anh khen thì nó hơi kỳ. Nhưng mà chị thôi nói gì vậy? Thôi tôi thấy hỏi thì phải hỏi ban giám khảo, hỏi nhạc sĩ. Tuy nhiên hỏi người của đội ổng cũng như không, ông khen không à. Bây giờ chị Lan nè, chị thấy làm sao? Đây là bài cho bên đội chị chọn. Chị thấy nếu như bài này mà chị hát là hay lắm. Hay lắm, vâng. Và xin mời. Không em, mình hết thời gian rồi. Mình hết thời gian rồi. Không mời nữa. Đúng. Nhưng mà chị cảm giác gà chị hát như thế nào nè? Rất hay. Bạn nào hát cũng hay. Và thật sự luôn là chị thích cái đoạn cuối khi mà bạn phiêu á. Chị thích quá trời quá đất luôn. Chị phiêu thức ơi. Khi anh qua thung lũng, 2, 3. Khi anh qua thung lũng. Thung lũng. Lũng luôn, lũng luôn, lũng luôn, lũng luôn, lũng nha. Thung lũng. Thôi chị phiêu cái lũng gì mà phô vậy chị? Em ơi, thì nó lũng mà, thì phải làm sao cho người ta thấy là nó lũng thiệt. Cái là lũng lỗ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Anh có nghiên cứu bài hát này cũng khá là nhiều. Tại vì anh rất là thích giọng của Bùi Lan Hương. Hơi kém may mắn là cho bạn Xuân Hân là bài này khá là khó. Bài khác em sẽ đúng sở trường của em hơn, sẽ truyền cảm nhiều hơn. Nhưng mà rất là thích cái giọng của em. Có một cái sự đặc biệt, một cái riêng của em. Em có thể truyền tải được khán giả. Còn ở My Nguyễn á, thì nói thật là em hát rất là hay. Cái chữ của em rất là tròn mà. Nhưng mà anh lại cảm giác như là 10 bài em cũng hát như vậy. Chứ chưa có được cái sự khai phá ở trong cái giọng của em á. Em phải cố gắng làm như thế nào đó. Khi người ta nghe người ta biết, à đây là My Nguyễn, nghe một phát là biết luôn. Đó, em phải cố gắng thoát khỏi mình là một người thợ hát, mình là một người nghệ sĩ, mình phải truyền tải cái cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Và anh hy vọng là mọi người sẽ tiến xa hơn trong cái sự nghiệp của mình. Và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Ngay bây giờ thì là một giây phút rất là quan trọng. Xin mời hai đấu sĩ chúng ta hãy cùng bước lên vũ trụ. Và bây giờ sẽ là thời gian của hai cô gái. Ai sẽ là người sập hầm và quay về trái đất? Xin mời. 3 2. Khoan. Chúng ta đã được chứng kiến những giọng hát đỉnh cao và những phần trình diễn cân tài cân sức đến từ các đấu sĩ của ba đội chơi. Bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong nếu mất anh khổ, ta yêu rơi hơi đứng. Còn thấy đâu là còn thương, khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của người đâu. Hết muôn giờ. Kết thúc tập 1, hai đấu sĩ của đội diễn viên Ngọc Lan và nghệ sĩ Kim Tử Long, Xuân Hân và My Nguyễn đã có phần thể hiện tuyệt vời. Liệu ai sẽ ở lại? Ai sẽ phải quay về trái đất? Ba vị thủ lĩnh sẽ đưa ra những chiến thuật gì tiếp theo của đội mình? Đội nào sẽ giành lấy chiến thắng cuối cùng? Và ngay sau đây sẽ là kết quả chúng ta mong chờ nhất. Với chương trình Đấu trường âm nhạc. Và chương trình Đấu trường âm nhạc do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện. Không biết ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Một cô gái, đó chính là Xuân Hân. Và giọng ca rất nội lực, My Nguyễn. Và bây giờ chúng ta sẽ có kết quả để xem ai sẽ là người bị loại khỏi vũ trụ ngày hôm nay. Và thời gian sẽ phép được bắt đầu. Chúng ta vẫn chưa có kết quả. Và anh như vậy là Xuân Hân đã rớt xuống rồi à. Vậy là một lần nữa My Nguyễn lại chiến thắng. Vậy là đội anh Kim Tử Long đã giữ được bảo toàn lực lượng luôn. Chúc mừng thủ lĩnh Kim Tử Long. Công nhận ai đứng kế thằng Lâm xui dễ sợ.
Tôi để ý giờ ba lần đứng kế nó rớt hết đất rớt trời. Không có đâu anh ơi, tao hát bị thua chứ. Người đâu mà xui dễ sợ xui luôn. Wow. Bây giờ là qua gần cả hai lượt rồi mà đấu sĩ của đội anh Kim Tử Long đều giành được chiến thắng, quá dữ dội luôn. My Nguyễn bây giờ là gà cưng rồi đó. Không biết anh Long có chiến thuật gì mà hay quá vậy anh Long? Lòng tin và niềm chiến thuật nó nằm ở trong trí não. Hay quá. Sao nay anh rặn quá ta? Coi như là hữu xạ tự nhiên hương thôi đúng không anh? Mình có tài năng tự động tỏa sáng. Anh đang là đội chiến thắng, anh quyết định là chọn đối thủ nào để thi tiếp với mình à? Bây giờ đội đối thủ vẫn còn 3-3. Ý một, ý bên đây thấp nhất anh. Tiêu diệt Ngọc Lan cho Ngọc Lan về sớm được không ạ? Tội nghiệp để cho Ngọc Lan ngồi tới cuối cùng với anh và Tiết Cương. Gặm nhấm nó đau khổ. Đúng rồi, nhìn để mà thấy thấm thía. Đừng che Tiết Cương. Ủa ai kêu tôi đó? Chiến thuật của tôi sẽ chọn đội Tiết Cương. Dạ, không biết anh sẽ chọn bạn nào? Bạn nữ hay là bạn nam ạ? Như hồi nãy anh nói là anh đã nghe được cái giọng nữ rất hay. Vì vậy cho nên lần này anh tự tin chọn bạn nữ. Chọn bạn nữ, như vậy là bên đội của anh Tiết Cương sẽ là người chọn bài hát. Không biết anh Tiết Cương sẽ chọn bài hát gì ạ? Anh Kim Tử Long, anh chưa thắng tôi đâu. Anh đừng vội tự hào. Tôi sẽ chọn một bài hát mà tôi rất là yêu thích. Đó là bài Duyên Phận. Duyên Phận. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước lên sàn đấu của mình. Xin mời. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu và trận so kè của hai gà cưng. Đó chính là My Nguyễn cũng như là Bích Trâm với ca khúc Duyên Phận. Và trận đấu của hai gà chiến xin phép được khoan. Sử dụng quyền trợ giúp. Khoan. Dạ xin thưa hai MC kính yêu. Dạ. Bây giờ thì tôi có thể tôi sử dụng cái quyền. Anh ơi nếu anh sử dụng quyền được. Anh phải cái canh lúc mà em vừa nói anh làm với tụi em giới thiệu đồ quảng cáo quá trời. Tụi em vừa bắt đầu cái anh làm về mệt tụi em anh. Cho anh suy nghĩ chút xíu được không? Bởi vì cái bài Duyên Phận này là cái bài Bolero. Mà gà của anh thì hát cái giọng có thể là ballad hay hơn. Bonero thì anh sợ không có được tốt lắm. Cho anh được cái quyền gọi là chuyển nhượng được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là trong phong bì của anh là quyền gì? Quyền chuyển nhượng. Dạ, phải không? Anh sợ đồ em mà anh Lâm. Đâu, của anh đâu? Quyền chuyển. Và với quyền chuyển thì thủ lĩnh được quyền chuyển một đấu sĩ còn lại trong đội của mình ra để cứu cho đấu sĩ đang chuẩn bị thi đấu. Anh muốn chuyển đấu sĩ nào à? Anh nghĩ rằng nữ với nữ hợp tông với nhau hơn. Đúng. Vì vậy cho nên là anh sẽ quyết định là đưa Hà Thu ra. Hà Thu. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh muốn sử dụng cái quyền chuyển này anh thì phải canh me cái hộp giùm em. Đúng. Anh phải chạy lại, anh Tiết Cương cũng chạy lại. Nếu như ai đập trước thì người đó được sử dụng quyền. Xin mời hai anh cầm búa. Và xin mời hai anh bước xuống sân khấu ạ. Và bây giờ sẽ là phần giành quyền ưu tiên. Hai anh hãy chuẩn bị. Chiếc hộp cứu hộ sẽ xà xuống. Nhiệm vụ hai anh là đập nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Lẹ. Lẹ. Ủa sao né vậy anh Tiết Cương? Ổng lẹ quá à. Em thấy anh chạy rồi rõ ràng. Em thấy anh lẹ đàng hoàng. Cứu hộ vậy? Anh định nhấp quay trở lại thì anh đã đập rồi. Xin đa tạ miễn lễ. Như vậy là anh Kim Tử Long được quyền ưu tiên và anh đã sử dụng quyền. Và bây giờ xin mời anh chuyển đấu sĩ còn lại của đội mình ra thi đấu ạ. Cố gắng lên em. Và bây giờ sẽ là trận đấu của hai đấu sĩ Hà Thu và Bích Trâm. Nhưng có một lưu ý, anh Kim Tử Long, anh đã đưa Hà Thu ra, có nghĩa là gà chiến của mình, để thay thế cho My Nguyễn ở trong phần thi này. Nhưng nếu mà Hà Thu thua, thì cũng có nghĩa là Hà Thu sẽ quay về trái đất bị loại luôn. Là bị sập hầm luôn đó. Anh đồng ý đúng không ạ? Em thấy sao? Cảm xúc em sao? Em sợ không? Em thua thì anh Long sập đúng không ạ? Được. Được hết. Gà lăng đó. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Và trận đấu của Hà Thu và Bích Trâm xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1, chơi! 3, 2, 1. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cảnh nàng đeo đơn bầy
Tuổi em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Mẹ thương em nhờ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bên cho em một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao biết trong tình yêu như thế nào. Sâu sâu là bao, nào đo được đâu lòng người ta ai biết có dài lâu. Quá bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta giữa trái ngàn. Nồng sâu tùy sâu làm sao mà trông chưa đủ bên, biết nơi nào đủ làm sao mà trông chưa đủ bên, biết nơi nào đủ rồi. Người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bởi em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thời mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dẫu do con yêu phải sống theo gia đạo bên trong. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Rất là nhiều à. Cảm ơn hai bạn. Rất là tuyệt vời. Thôi em thấy anh với anh Long mà vỗ tay mà anh chạy xuống khán giả kêu ta ủng hộ. Tại sao vậy anh? Tại vì anh tưởng đâu là cái bài này là phối theo kiểu dạng bolero, trữ tình. Ai ngờ đó là một cái bài phối rất là trẻ. Trời anh nghe tự nhiên rạo rực rực rỡ liền em. Bởi vì anh phải cổ vũ lên mấy bạn ơi. Cảm ơn anh Long. Anh Long là phấn khích với gà cưng của mình. Còn với anh Cương sao không? Trời ơi, cần gì tôi phải phấn khích, nhìn cái bảng thấy đỏ chét là biết rồi. Trời ơi, cảm ơn anh. Chưa nha, còn hai ô nữa chưa sáng đèn đâu. Và xin mời ý kiến của Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì cái phần trình diễn của hai bạn đem lại nguồn năng lượng rất là trẻ. Tuy là một bài hát bolero nhưng với cái phần nhạc này thì hai bạn đã diễn rất là hay và duyên dáng. Riêng Bích Trâm á, em cần kiểm soát âm thanh của mình ở trường quay tốt hơn nữa. Tuy nhiên mà nếu mà lên truyền hình á thì Thu em cần cẩn thận hơn với cách hát của mình, tinh tế hơn cách hát của mình để cho khi mình lên trường quay hoặc là mình hát ở trên TV á thì nó vẫn sẽ mượt mà đẹp như nhau. Và cảm ơn hai bạn rất rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy bây giờ hai bạn Hà Thu và Bích Trâm để xem ai sẽ quay về trái đất. Xin mời hai bạn ạ. Từ từ lên em. Dù cho ta có phải rơi vào hố sâu. Đáng lên em. Trời ơi, đội của tôi đứng kế lắm. Bây giờ xin được giây phút quan trọng để xem ai sẽ lọt vào hố đen vũ trụ. Anh Cương, anh nói gì anh Cương? Anh Cương. Trời ơi, đội tôi đứng kế lắm chi vậy trời ơi. Em ghét ghê á giờ. Đội. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng để xem ai, Bích Trâm hay Hà Thu sẽ rơi vào hố đen vũ trụ và quay về trái đất đây. Và thời gian quyết định các bạn sẽ phép được bắt đầu. Hai,
vừa lòng chứ anh Cương. Anh đừng có đổ thừa em anh Cương. Lúc đầu lên là đã đứng kế là có cái bị dính xui lây rồi. Bị dính cái hương từ đầu rồi. Ôi, chán ghê á thiệt á. Xin chúc mừng, xin chúc mừng Hà Lưu và chúc mừng đội của thủ lĩnh Kim Tử Long à. Và với phần thi vừa rồi thì đội của thủ lĩnh Kim Tử Long vẫn đang bảo toàn lực lượng. Xin chúc mừng anh. Hay quá anh Long ơi. Đội nào cũng còn một thành viên, riêng đội anh là còn đủ hết. Anh đủ tiền nuôi. Anh đủ tiền nuôi. Dạ. Không biết bây giờ là anh sẽ muốn ai à? Muốn ai đấu với mình à? Ai mặt cũng sợ hết trơn rồi anh Cương. Anh đọc báo hả anh? Hả? Anh đọc báo gì vậy? À, anh đang nghiên cứu ạ. Nghiên cứu? Còn chị Lan? Chị đang đợi anh Kim Tử Long thách đấu với chị. Trời ơi, chị vẫn đợi chứ không sợ luôn. Chị không sợ. Chị không sợ. Anh Long, không biết ai sẽ là người mà anh lựa chọn đây? Vậy là bây giờ là anh gà của anh là Hà Thu chiến đấu với lại cái đội. Dạ không phải nha. Hồi nãy á là anh đưa Hà Thu ra để thay thế cho My Nguyễn thôi. Nhưng mà bây giờ cái lượt thi tiếp theo vẫn phải là My Nguyễn. Vẫn phải là My Nguyễn. Có nghĩa là hồi nãy giúp thôi. Anh Cương anh sợ rồi. Chị Lan đi ạ. Đúng, anh thách đấu với em đi. Để cho em về sớm. Không, chị sẽ ở lại tới cuối cùng. Được, nếu vậy thì anh sẽ chọn đội Ngọc Lan. Ngọc Lan. Như vậy là thành viên cuối cùng của thủ lĩnh Ngọc Lan sẽ ra đấu cùng My Nguyễn. Xin mời. Xin mời. Cố lên em. Như vậy là Duyên và My Nguyễn đã có mặt tại sàn đấu. Không biết đội bên chị Ngọc Lan sẽ đưa ra bài hát gì ạ? Dạ kính thưa quý vị, sau một hồi suy nghĩ và tính toán chiến lược thì tôi đã đổi chiến thuật rồi. Đổi chiến thuật? Đúng, chiến thuật là gì? Tôi thiết nghĩ là tôi phải giữ gà của tôi ở lại. Nhà chị không còn gà ở đâu, chị giữ làm gì nữa? Đây, tôi sẽ giữ ở lại đến phút cuối cùng để dưỡng sức để đấu trận cuối cùng. Và bây giờ tôi xin được xài quyền của tôi. Quyền của chị là quyền trắng. Quyền trắng. Và bây giờ xin mời chiếc hộp cứu hộ. Cho tôi thắc mắc cái quyền chặn là sao? Chặn là không cho anh chọn đội của em nữa. Và nếu mà chị Ngọc Lan lên đập trúng cái hộp cứu hộ là chặn, không cho anh Long chọn đội của chị Ngọc Lan thi mà bắt buộc phải chọn đội của anh Tiết Cương. Nhưng ê, cái quyền nó phải là quyền chặn mà là quyền sợ đó. Đúng không? Anh hay là quyền sợ đúng không á? Nhưng vẫn còn một chữ nhưng. Nếu mà anh nhanh chân hơn, anh lên anh đập trúng trước, là anh được quyền chặn, không cho đội của Ngọc Lan sử dụng quyền trợ giúp này. Chết em rồi. Rồi bây giờ xin bây mời, giờ xin mời. Chị Lan cũng như là anh Long vào vị trí của mình ạ. Cỡ Tiết Cương mà anh còn đập được cái đờn nói chi cỡ em. Thấy chưa? Mới thùng quá. Mới vô là chưa. Có đề lỗi anh Lan ơi. Chị xin lỗi em. Anh đề nghị em tháo đôi giày 7 tấc của em. Mình cởi đôi giày em. Em không cần luôn. Nhờ có 7 phân đó mà em dài hơn được chút xíu, em đi sẽ nhanh hơn. Hay quá. Vậy bây giờ xin mời anh Kim Tử Long và chị Ngọc Lan bước vào vị trí của mình. Xin mời chiếc hộp cứu hộ. Lan trước. Ngọc Lan trước. Ngọc Lan trước. Ngọc Lan trước. Ngọc Lan trước. Xin lỗi. Chị thua không bảo. Xin lỗi. Sao? Anh sao? Cho tôi review lại. Review gì? Coi lại cái đoạn thước phim đó đi. Xin mời. Không. Công nghệ va. Anh hỏi bạn chưa? Anh hỏi bạn chưa? Cảm ơn em. Anh đã thấy tất cả rồi. Anh đã thấy tất cả rồi. Em là người hùng của đêm nay. Hay quá chị Lan ơi. Như vậy là không biết là chị sử dụng quyền luôn chứ. Chị đã sử dụng được quyền của chị rồi. Là quyền. Quyền trắng. Trắng. Như vậy là quyền trắng. Vậy là bây giờ. Bây giờ em chặn ai? Đi em... lên em ơi. Lên. Anh không được quyền chọn đội của chị Ngọc Lan nữa, mà bắt buộc phải chọn đấu sĩ của đội anh Tiết Cương. Cương. Và bây giờ cũng chỉ còn một đấu sĩ thôi, không được quyền lựa chọn. Xin mời đấu sĩ bước xuống sàn đấu của mình. Và bây giờ anh Tiết Cương sẽ chọn bài hát để cho đấu sĩ cũng như là đội còn lại hát ạ. Không biết là anh sẽ chọn bài gì? Trộm nhìn nhau. Trộm nhìn nhau. Và bây giờ sẽ là trận đấu của Đức Trí và My Nguyễn. Khoan. Với ca khúc Trộm nhìn nhau. Khoan. Cho tôi có ý kiến. Ý kiến dạ. Gì anh? Tôi hết... còn cái quyền đổi bài. Dạ anh hết rồi. Quyền rồi. Tôi còn cái quyền đổi bài là bên kia trộm nhìn nhau nó hợp với nam hơn, không có hợp với nữ. Là bây giờ anh còn có quyền gì nữa đâu? Quyền đổi bài. Làm gì có cái quyền đổi bài. Quyền ở đâu ra? Đâu ra? Tôi còn cầm cái búa là tôi còn có quyền chứ. Vậy tịch thu cái búa luôn. Rồi hết quyền. Quyền gì hết. My ơi, ráng lên nghe em.
và trận đấu xin phép được bắt đầu. Xin mời. Vô. Khoan, tôi còn quyền trợ giúp. Quyền cứu là thủ lĩnh hoặc là thành viên còn lại được quyền cứu thành viên đang thi đấu là. Nhưng mà bây giờ là đâu có còn thành viên nào đâu, có nghĩa là tôi sẽ ra tôi đấu với Kim Tử Lâm nè. Trời ơi, hay à. Cái gì vậy? Rồi, anh Long ơi, bạn chỉ được quyền cứu và đấu với gà của tôi thôi. Được. Bạn em chưa, cứ tìm việc đổi anh còn thôi. Mình còn phải đợi cái này nữa anh. Bây giờ và bạn chưa có đập được thì bạn chưa có quyền thế. Đúng rồi. Vậy hả? Còn phải đập nữa hả? Đúng rồi, phải đập. Rồi vậy. Rồi đập thì đập. Xin mời anh Cương cũng như là anh Long hãy vào vị trí của mình ạ. Trả búa lại cho anh. À, vẫn là cái búa của tôi. Thì bây giờ sẽ là phần giành quyền từ chiếc hộp cứu hộ. Anh Long và anh Cương chuẩn bị 3, 2, 1, chiếc hộp bắt đầu. Từ hộp ơi, bắt đầu. Anh Long ơi, trời ơi, tôi muốn anh Long ơi chạy ghê vậy đó. Chưa. Xin chúc mừng anh Tích Cương. Tháng ông Long vất vả quá. Như vậy là anh Tích Cương được sử dụng quyền cứu. Và bây giờ sẽ trận đấu rất là thú vị giữa thủ lĩnh Tiết Cương và gà chiến của thủ lĩnh Kim Tử Long, Minh Nguyễn với ca khúc Trộm Nhìn Nhau. Và trận chiến xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đỏ như ngày nào? Từ khi vắng anh, bên nào ai đón ai đưa.
Một tràng tay lớn cho thủ lĩnh Tiết Cương và Mỹ Nguyễn. Cảm ơn Cương rất là nhiều. Ủa anh Cương hay quá anh Cương. Thấy lần đầu tiên mà em nghe được giọng hát ngọt của anh luôn. Ngọt như miếng đùi luôn á anh. Thôi nếu em nằm trong em lượng là chấm đậu nha. Đó. Hay quá. Anh Long ơi. Ơi. Đó hồi nãy em thấy ra anh đứng anh che anh là không múa định. Che không cho đọc bản hả anh? Sự thật mà nói nhờ vào cái chương trình đấu trường âm nhạc này mà anh mới nghe được cái giọng ca vàng của anh Tiết Cương. Giọng ca rất là ngọt ngào, rất là nội lực. Nếu như là hôm nào mà em có tiệc tùng vậy em xin mời anh tới phục vụ. Anh rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Anh dạ. Có nhận lời không ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Cách xê dạ, nhiêu ạ? Dạ, đến báo nhà hàng. Dạ, sẽ có, đến không, nhà hàng. Không có lương. Không có lương nha. Không, em đến nhà hàng anh Kim Tử Long hát miễn phí. Anh hãy em ăn là được rồi. Dạ. Buffet. Cho em ăn nữa ạ. À. Đúng rồi, em ba anh bao hết. Anh đãi hết luôn rồi. Dạ, bao hết đi trời. Bao hết khán giả. Dòng thi này anh rất là tự tin với lại My Nguyễn. Nhưng để có một cái đột phá mà như Tiết Cương á, mà dám mà hy sinh ra để mà cứu thí sinh, và một cái chiến thuật này anh đã từng làm rồi. Và đây là một cái bài học rất lớn, mà đây là một cái chiến thuật rất là cao tay ấn. Anh, nhưng mà bây giờ anh vẫn có cơ hội cứu thí sinh của anh bằng cách là đứng thay thế cái vị trí đó. Để sập xuống. Là coi như là anh với anh Cương đứng hai bên đối diện nhau ngang tài ngang sức luôn. Ban tổ chức cho anh cái quyền đó, anh vẫn sẽ cứu thí sinh anh. Và bây giờ sẽ là nhận xét của Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Hôm nay anh Tiết Cương rất 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 là anh hùng khi mà đứng ra thay thế cho đấu sĩ của mình. Em rất là ủng hộ anh nhưng mà rất tiếc với anh là em chọn bạn My. Ủa trời ơi. Thứ nhất là bạn My là đấu sĩ đấu từ đầu đến giờ rồi. Tất nhiên là bạn My sẽ tuột sức một chút xíu. Nhưng mà bạn My cũng rất là hay khi mà cả hai đã nhường cho nhau, dìu nhau được hết bài. Rất là hay nhưng mà em vẫn ủng hộ bạn My. Mặc dù là em rất là hoan nghênh tinh thần thủ lĩnh của anh. Dạ, cảm ơn lời nhận xét ạ. Và cảm ơn Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ chúng ta sẽ mời anh Tiết Cương cũng như là My Nguyễn. My Nguyễn hay là anh Kim Tử Long? Anh sẽ cứu em. Một tràng tay lớn cho thủ lĩnh Kim Tử Long à. Xin mời anh Kim Tử Long và anh Tiết Cương. Cố gắng lên em. Nếu như anh trở về trái đất làm nhiệm vụ của anh, tụi em hãy cố gắng lên. Giữ dưỡng tinh thần. Âm nhạc là tất cả. Như vậy là sau cái khúc Trộm Nhìn Nhau thì bây giờ trên nắp của Hố Đen Vũ Trụ đó là anh Tiết Cương và người gọi là thủ lĩnh gan dạ đã cứu thí sinh của đội mình, đó là thủ lĩnh Kim Tử Long. Yeah, chào tặng lớn cho hai thủ lĩnh ta. Không biết anh Tiết Cương anh lời gì muốn nói trước khi mà rớt xuống hầm không ạ? Tôi chỉ muốn nói là tại sao tôi cứ đứng kế Bảo Lâm hoài là cuộc đời nó lên không nổi. Bây giờ em đổi nha. Để nguyên vậy đi. Dạ rồi. Rồi, mình có gì muốn nói không ạ? Trong giây phút hôm nay xin chào chia tay mọi người. Xin hẹn nhau vào mùa kế tiếp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hay quá. Thì bây giờ sẽ là thời gian quyết định để xem ai sẽ quay về trái đất. Thời gian bắt đầu. Ôi, âm nhạc đã hết rồi nhưng mà chưa ai sập. Sĩ My Nguyễn của chúng ta cũng đã bị loại. Yeah, xin mời anh Kim Tử Long hãy quay trở về vị trí của mình. Như vậy ở vòng này thì anh Tiết Cương đã giành được chiến thắng. Nhưng mà cảm ơn Kim Tử Long rất là nhiều, rất là gan dạ. Cảm xúc anh bây giờ như thế nào khi mà lọt xuống hầm vậy anh? Em có bao giờ mà em cảm thấy rằng người từ cõi chết trở về không? Mà khi mà người từ cõi chết trở về họ sẽ càng sung mãn hơn, hồi xuân hơn. Em thấy mặt anh bây giờ tự nhiên tươi tắn hào quang. Em thấy xoáy nhợt anh nha. Rõ ràng xanh lè xanh lét luôn á. Vậy hả? Dạ. Em cũng biết cảm giác đó hả? Ừ. Nó đó. Cảm giác đó anh ạ.
anh ơi, nếu như lần sau nữa rồi những đấu sĩ muốn anh lên giúp đỡ nữa, anh có giúp đỡ hay không? Giúp chứ. Dạ, giúp. Giúp. Giúp là cái nguồn hạnh phúc nhất của mình. Dạ, cảm ơn. Vì vậy cho nên mình cứ làm. Dạ. Rồi bây giờ là anh Cương là người chiến thắng, không biết anh muốn đấu với đội của đấu sĩ nào ạ? Người ta nói như thế nào, diệt cỏ như thế nào Lâm? Phải diệt tận gốc. Đúng chính xác Ngọc Lan à. Đội em chỉ còn một hot girl bánh bèo thôi hả? Bánh mì, bánh bèo, bánh ú da ua, hộp vịt lộn gì hả? Được rồi, ta sẽ chọn cô đội anh Kim Tử Lâm. Kim Tử Lâm. Kim Tử Lâm. Lại một lần nữa cua gắt. Không biết là anh Cương sẽ chọn bạn thứ mấy ạ? Đội của tôi là nam thì tôi phải chọn nam, đấu mới xứng với nhau. Rồi, cảm ơn. Xin mời hai bạn đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu của mình. Xin mời. Anh Long ơi, mình là người chọn bài, không biết anh sẽ chọn bài hát gì ạ? Đăng sẽ là một cái bài hát trẻ chứ không thể trữ tình được. Tình đơn phương. Tình đơn phương. Em thích bài này lắm. Và ngay bây giờ sẽ là lượt thi đấu giữa Khải Đăng và Đức Trí với ca khúc Tình đơn phương. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, né thơ ngày chờ vương sầu lấy. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh xao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây, mà rằng lòng đừng nói ra. Em còn tìm chưa nguyên vương tình sâu chát ngát. Sợ nụ hồng phai nhạt, em hơn em dâu em ăn thua đơn trên lối. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu anh từ lâu. Yeah, yeah. Mọi người cho Khai Đăng thấy những cánh tay được không ạ? Ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chợt nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lá. Nàng đẹp từng ngàn mỗi nay sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh xao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây, mà rằng lòng đừng nói ra. Em còn tìm chi nguyên vơi, tình sâu chát ngã. Giờ đồ hồng phai nhanh, em hận em rồi em mang cô đơn trên lối. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây, mà rằng lòng đừng nói ra. Em còn tìm truy nguyên vương, tình sâu chất ngỡ. Dù hồng vây nhanh, em hơn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra đây.
ơn Hải Đăng. Xin cảm ơn Hải Đăng đã đất trí rất là nhiều. Nhưng mà Lâm rất là thắc mắc tại sao hai bạn con trai mà hát với nhau đang đối đầu mà nhìn nhau với ánh mắt đó là gọi là hiều mến. Tại vì á, hát xong rồi nhảy, nhảy dữ quá. Nhưng mà cái lý do cởi áo không phải là cái gì ghê gớm đâu, nóng. Nóng nực. Nóng quá cởi luôn. Dạ đó. Không biết là anh Long anh nghĩ như thế nào về gà chiến của mình ạ? Tôi nghe bài này là tôi nhớ lại những thập niên của làng Sóng Xanh ngày xưa. Nhưng mà phải nói là bây giờ là càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hay hơn. Âm nhạc càng ngày càng phối khí, nó làm cho cái người nghe nó rộn ràng, nó đã gì đâu. Không biết cái nói gì hơn. Nếu như đội của tôi nó có một cái gì đó nó không có làm vừa lòng, và hội đồng âm nhạc Ngân Hà cho tôi xin thành thật xin lỗi, tôi cũng sẽ nguyện bước lên giàn quả để làm mồi cho lửa đỏ, để cho các chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Vậy thôi. Ừ. Sao anh buồn vậy? Sao sao? Anh đang ngủ à? Không, anh đang lắng nghe giọng ca của anh Kim Tử Long. Đội của anh thì anh thấy giọng ca của bạn đầu tiên cái ấn tượng nhất là cái kỹ thuật, cái xử lý về từ với những cái luyến lái, nó rất là feel và rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Xin mời các vị. Anh xin nhận xét cái phần trình diễn này. Thật ra đây một phần biểu diễn phải là thi, thì hai bạn làm quá tốt đi, tương tác rất là tốt. Anh tưởng tượng giống như là anh Bo đang trường và 25 trường đã từng hát cái khúc này rồi á. Anh rất thích giọng hát của Khải Đăng, rất là nội lực, rất là dày, xử lý rất là tinh tế. Và phần biểu diễn phong cách cũng rất là nam tính. Đức Trí thì giọng hát em rất là cũng hay, cũng có nội lực đó. Nhưng mà các nốt cao á, em xử lý bữa nay giống như em sức khỏe không tốt hay sao vậy, mà nó không có được trọn vẹn lắm. Nhưng sau nữa chúc mừng hai em ạ. Như vậy là hội đồng âm nhạc Ngân Hà đã có những lời nhận xét rất là chân thành. Và bây giờ chúng ta xin mời hai bạn hãy cùng bước lên hố đen của vũ trụ. Xin mời. Và bây giờ sẽ là thời gian quyết định để xem Đức Trí và Khải Đăng ai sẽ là người quay trở về trái đất. Thời gian bắt đầu. Trời ơi, đội tôi đứng kế Bảo Lâm nữa là tôi biết xong rồi. Đứng kế Lâm phải ở lại. Đứng kế Lâm phải ở lại. Kế Lâm phải ở lại. Trời ơi, em tin chúng rồi đó. Ê, nhiều khi đứng kế anh bị xui hay sao á. Thôi lát mình đổi nha, đổi. Lát đổi nha, nhớ. Trời, thấy chưa, đội tôi đứng kế anh Lâm là rớt xuống dưới mà, tôi biết và rồi. Và anh Kim Tử Long một lần nữa xin chúc mừng đội anh. Chúc mừng gà cưng Khải Đăng. Yeah. Wow, anh Cường ơi, bây giờ là... Ủa? Các bạn của đội anh đâu hết anh rồi? Anh làm không anh Cương? Hả? Sao một mình anh lẻ loi cô đơn vậy? À, mấy bạn mệt xin phép về nghỉ sớm rồi. Anh muốn về sớm nghỉ không ạ? À, không, anh ở đây chiến đấu với anh Kim Tử Long chứ. Anh thua gì nữa, mình thua rồi đó. Còn gì đâu nữa mà. Ủa, chiến anh. Ủa, anh đấu với ai anh? Mình thua rồi. À, vậy hả? Nhưng mà anh chỉ có muốn nói một lời nhắn gửi là thật sự là đội anh hôm nay thấy anh rất là tự hào và hãnh diện vì đội của anh. Thì đâu đã hết sức mình mà chẳng qua đội anh xui khi mà đứng kế Bảo Lâm thôi. Thôi lại là đổ thừa em nữa. Nhưng mà anh Cương ơi, không sao, bây giờ tuy là mình không còn gọi là gà chiến nữa, nhưng mà anh ngồi đây với vị trí gọi là quân sư. Quân sư, anh bây giờ là anh ngồi đó với rất tâm trạng rất là thoải mái, không có cần mà phải suy nghĩ gì căng thẳng nữa. Anh quân sư cho hai đội còn lại đi anh. Chính xác. Bây giờ anh nghĩ là anh Kim Tử Long sẽ... À, Lâm ơi, em hỏi Tiết Cương ra bây giờ đội anh phải chọn đội nào? Anh Tiết Cương ơi, bây giờ là phải chọn đội nào anh? Bây giờ khó quá nè. À, em nghĩ anh nên chọn đội Ngọc Lan đi. Trời, Ngọc Lan, ừ, được không anh? Xin cảm ơn lời, nghĩa là rất là ý nghĩa của anh trong cái cuộc thi ngày hôm nay. Cuối cùng tôi nghe lời của Tiết Cương, tôi chọn đội Ngọc Lan. Ngọc Lan. Và... Duyên sẽ là người ra chiến đấu. Xin mời Duyên và Hải Đăng hãy cùng bước lên sàn đấu. Cố lên, hot girl, cố lên em. Và bây giờ chị Ngọc Lan sẽ chọn bài hát, không biết chị sẽ chọn bài gì cho Duyên đây ạ? Chị sẽ chọn một bài phù hợp với chất giọng của Duyên. Đúng rồi. Đó là bài Tìm Lại Bầu Trời. Tìm Lại Bầu Trời. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của Duyên và Hải Đăng với ca khúc Tìm Lại Bầu Trời. Và trận chiến xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1.
khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn nước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Em cứ cố gắng, tại sao vẫn cứ xa vời? Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Anh hãy nói cho em nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hơn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi em cho anh đi về nơi anh chưa bắt đầu, nơi mà khi anh chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Em xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của anh, nhưng có người sẽ cho anh lại một bầu trời. Cho em lại một bầu trời. Tại em đã vô tâm hay tại em không quan tâm anh mỗi ngày? Để giờ đây khi lời em nói anh không tin em nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn em biết, nhưng em thấy giờ anh không còn yêu em. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của anh, nhưng có người một bầu trời. Hay quá. Mình là vàng bè luôn rồi đó. Vàng bè mình minh họa thôi, đẹp đôi quá. Hay quá. Quên mất là đi hồi nãy. Sao là chị khóc chị Lan? Đẹp đôi quá. Rồi chị hát giọng hát người ta làm sao? Hát hay quá. Cuộc đời chị là chị chỉ ước mơ là quen được một người đàn ông, một người con trai mà cao hơn chị rất nhiều. Nhưng mà chị chưa bao giờ quen được cái người nào như vậy hết. Nên nhìn hai bạn này chị thèm thuồng lắm. Thèm thuồng lắm. Cảm ơn, đúng quá, cảm ơn chị. Còn anh Long? Trong ca tuyệt vời. Hồi nãy em thấy anh là kêu ôm đi ôm đi. Tại sao kêu là ôm đi anh? Đây là một cái bài trữ tình. Họ phải chia tay nhau, nhưng họ không muốn chia tay. Vì vậy cho nên là Long muốn là hai bạn diễn cảm cho tới mức cái bài hát, để cái cao trào nó lên tuyệt đỉnh, là phải ôm nhau. Và cuối cùng sau cái chữ bầu trời là hai người phải hôn nhau. Hôn nhau. Phản đối. Sao phản đối? Ai phản đối? Sao phản đối nè?
Bài này là một bài mà theo như cái sự hiểu biết của em về âm nhạc với là lời nhạc thì đây là bài mà đang trách móc nhau. Đúng tại rồi. Anh vô tâm hay tại em không quan tâm anh mỗi ngày? Em nên nhớ nhạc sĩ người ta viết ra cái lời đó là trách hờn nhau tại sao không yêu nhau, hay là tại vì chúng ta đã có lỗi, anh đã có lỗi với em, vì vậy cho nên là cái bạn nam đó bạn phải ôm bạn nữ vào lòng. Vậy là do để lỗi cho người ta biết rằng anh không hề có lỗi mà đó là tác giả có lỗi. Vậy là do diễn xuất của đội của anh không có được tinh tế. Thôi. Bây giờ coi như là người trong cuộc thì không sáng suốt, mình sẽ người trong cuộc không sáng suốt. Mời anh người trong kẹt. Hồi nãy giờ anh thấy phần trình diễn của hai bạn như thế nào ạ? Khi lần đầu tiên tôi nghe bạn nam cất tiếng hát thì tôi cảm thấy tôi rất là lo cho hot girl bánh tráng trộn. Tại vì cái giọng bạn nam bánh tráng trộn hồi nào anh? Bánh sữa chua. Thì những cái từ thông dụng trên mạng hay dùng hot girl bánh tráng trộn á, chứ đâu ai nói hot girl sữa chua đâu. Không có đúng con đường sự nghiệp của người ta không chịu đâu. Đó, nói vậy đi khó quá. Chứ thằng Lâm nhiều khi live stream bán hàng nó cũng nói sai, có ai trách nó đâu. Anh ghét em này sao vậy anh Cương? Anh mê em nãy giờ từ chiều tới giờ đó anh. Nên chứ khi nghe bạn nam cất tiếng ca thì Thiết Cương cảm rất lo cho bạn nữ, tại vì cái giọng bạn nam quá nỗ lực, quá đầy và ca cũng rất là tự tin. Nhưng mà khi qua bạn nữ ca thì Thiết Cương cảm thấy yên tâm liền, tại vì cái giọng ca ngoài cái sự ngọt ngào ra còn thấy cái tròn trong cách nhả chữ á, rất là ngọt ngào và rất là tròn vành rõ chữ và cũng không hề thua kém bạn nam. Thì Thiết Cương nghĩ đây là một cặp mà gọi là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng rất là đau đầu cho các vị giám khảo ngồi đây. Cảm ơn anh Cương. Đó chính là lời nhận xét của anh Cương cũng như là hai vị thủ lĩnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Thực sự là để mà phản hồi cho hai bạn và cái điều mà anh bấm đèn ở đây đó thì cũng phải rất là đắn đo luôn. Bởi vì khi mà Khải Đăng với một cái hình dáng nam thần như vậy và Du Uyên với một cô gái rất là dễ thương, đầu tiên vào anh nghe đó thì cái cách hát rất là nam tính của Khải Đăng, rất là chắc chắn vững vàng và làm cho mình cảm thấy rất là yên tâm. Nhưng mà sau đó thì tới Du Uyên hát lên rất là ngọt ngào. Cả hai bạn hát thật sự phải nói là rất là tình cảm và giống như là quyện vào nhau. Cái bài hát này làm cho anh cảm thấy là rung động lên. Nhưng anh dành một cái sự ủng hộ tình cảm cho một cô gái nhỏ nhắn, là cho nên là anh chọn cái màu như vậy. Và chúc mừng hai bạn rất nhiều. Khó, rất là khó đúng không? Tại vì hồi nãy em xem á, em không có cảm nhận đây là một cái phần thi mà giống như một cái buổi trình diễn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng mời Khải Đăng cũng như là Du Uyên hãy cùng bước lên hố đen của vũ trụ. Xin mời hai bạn. Trời ơi, đứng kế thằng Bảo Lâm nữa. Anh Cương, anh vừa nói gì anh Cương? Tôi nói tội nghiệp con bé quá, nó đứng kế thằng Bảo Lâm nữa rồi. Cho anh đứng bên này đi, cho phải cãi giận anh đi. Ok. Và bây giờ hiện tại trên hố đen vũ trụ đang là hai tiếng hát rất nội lực, đấy là Khải Đăng với là Du Uyên. Không biết ai sẽ quay về trái đất đây. Và bây giờ sẽ là thời gian để xem ai sẽ là người sắp hàm. Xin mời. Rồi mà không tin tôi thấy tội nghiệp con bé ngay từ đầu rồi. Lâm ơi, xuống trái đất để hát cho mọi người nghe. Ý như vậy là đã hết rồi sao? Đâu? Ủa? Hết rồi nè. Ủa? Thí sinh anh đấu với ai em? Đấu hề, đấu lại chim. Anh với em đấu đi. Ơ, hay quá Lâm ơi. Siêu quá. Vậy là bây giờ đội của anh Kim Tử Long đã chiến thắng một cách ngoạn mục với hai còn lại. Xin chúc mừng anh Kim Tử Long à. Yeah. Xuống đây em. Và kính thưa quý vị, với vòng thi cuối cùng thì chúng ta đã tìm được đội chiến thắng, đó chính là đội của thủ lĩnh Kim Tử Long. Yeah. Xin chúc mừng anh Kim Tử Long và xin mời đội của Kim Tử Long cùng bước xuống sân khấu ạ. Xin mời anh ạ. Và đội của mình sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 15 triệu đồng. Đây, xin chúc mừng anh Kim Tử Long nhận được 15 triệu đồng. Một tràng tay thật lớn cho thủ lĩnh Kim Tử Long. Không biết cảm xúc bây giờ của anh như thế nào ạ? Anh cảm giác rằng đây là một cái, không phải là một cuộc thi mà đây là một cái sự trải nghiệm cho các bạn trẻ.
Hy vọng rằng là các bạn trẻ sẽ luôn luôn nhớ một điều rằng khi chúng ta đứng trên sân khấu, bản lĩnh là quyết định cho phần biểu diễn của mình. Vì vậy cho nên là chúng ta dù cho có ca hay cách mấy mà nếu như bước ra sân khấu mà không có bản lĩnh thì cột hơi nó sẽ làm mất đi cái giọng hát của mình ít nhất 30%. Cảm ơn anh Long. Vậy bây giờ chúng ta cùng mời tất cả thủ lĩnh, mời thủ lĩnh Tiết Cương và mời thủ lĩnh Ngọc Lan cũng như là các đấu sĩ cùng bước xuống sân khấu ạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đấu Trường Âm Nhạc xin được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện. Tường Vi, Lê Dương Bảo Lâm và các người chơi của chúng ta ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại.